chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com Diệu Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay, ngày 12 tây tháng 11 năm 2022 à, qua phần thể hiện của Diệu Hiền và Lê Thái ngày hôm nay trong à, à, khung giờ buổi sáng và băng tầng 56.10 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook à, ngày hôm nay đặc biệt thì Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nào đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Diệu Hiền, chị khỏe không? chị khỏe cảm ơn lê vâng. thái lê thái khỏe không dạ, khỏe. và hôm nay là ngày thứ bảy như hiền được gặp lê thái và như hiền gặp được tất cả quý vị như hiền rất là vui thưa quý vị và ngày hôm nay mấy tuần trước, uh, một tuần trước vào ngày thứ hai thứ ba ở Cali mưa tầm tã luôn thưa quý vị. Nhưng mà Cali cần nước và ông Lê Thái. Dạ, chính xác. Tự vì trời rất là khô và những ngày hôm nay ngày thứ bảy chủ nhật này trời bắt đầu trở xuống là từ 65, lạnh. có lúc tới 61, 54 độ thôi, thưa quý vị lạnh. Nhưng mà cái lạnh này là lạnh của sa mạc nên rất là lạnh. Mà thời tiết uh, uh, vào Thanksgiving thì lúc nào nó cũng vậy. Bây giờ đi về Cali quý vị thấy cái thời tiết nó rất là của Thanksgiving. Chỉ còn hơi một tuần nữa thôi là Thanksgiving rồi. Những quý vị nào mà ở tiểu bang khác có đi shopping hay là làm Thanksgiving nấu những cái món thơ kỳ hay khác hơn những cái món thư kỳ cho Nhi và Lê Thái biết nha quý vị nha. Như có thể comment ở dưới cho Nhi Huyền và Lê Thái được biết. À, và kính thưa quý vị với cái không khí này thì chúng ta thấy rằng à Thanksgiving gần kề. Christmas cũng gần kề, à, những cái mùa lạnh như thế này là chúng ta thấy biết bao nhiêu ngày lễ lộc nó đổ dồn trong cái năm coi như là cuối năm nó đổ dồn mà chúng ta hưởng trọn một cái những ngày cuối năm và đầu năm với những cái lễ lộc rất là vui và hy vọng rằng quý vị cũng nên giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thêm một cái sức khỏe thật là tốt, sức khỏe là quan trọng nhất để mà chúng ta có thể vui chơi cùng với gia đình và những người thân yêu trong những cái dịp lễ lớn sắp tới thưa quý vị. À, cũng như thường lệ thì trong chương trình cà phê sáng cuối tuần Nhiền và Lê Thái vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những cái thông tin vô cùng quen thuộc xung quanh chúng ta. Thông tin đầu tiên thì như quý vị cũng đã biết thì con heo rừng nó à, Nói tiếng Bắc là lợn rồi nhưng mà tại Lê Thái người miền Nam người Sài Gòn thật ra là nói, ch nói chữ, nói chưa heo quen rồi à, Hơi phù phù chút xíu mà em thấy chữ heo cũng dễ thương đúng không? Dễ thương chứ à, Heo rừng là một trong những cái con vật gọi làm nó ở rừng, nó ở hoang dã thưa quý vị à, Xuất phát từ những cái con heo rừng á, là nó từ đầu tiên cái nguồn gốc của nó trước mà 5 triệu năm trước á, Thì nó ở nguồn gốc ở Đông Nam Á Và không biết lý do tại sao mà nó được du nhập qua uh, tất cả các châu lục ở trên toàn khắp uh, hành tinh của chúng ta và nói đến heo rừng thì nó là một cái món ăn cực kỳ ngon thật sự là ngon thật sự đến giờ ngày hôm nay thì không phải riêng hoa kỳ tất cả các nước khác như là châu âu châu mỹ châu úc tất cả các châu lục người ta đều có thể là có những cái cuộc săn bắn và người ta có những cái treo những cái giải thưởng cũng như là người ta cũng khuyến khích cái nơi nào mà có quá nhiều heo rừng để mà có thể tổ chức những cái cuộc săn bắt để giảm đi cái số lượng của nó ở trên toàn thế giới và heo rừng là một cái món ăn rất là ngon nếu như mà chúng ta biết chế biến thì heo rừng nó cực kỳ ngon và rất là ít mỡ, ừ. nạc nhiều da giòn rất là ngon. Mà nói đến heo rừng thì em làm được rất là nhiều món. Nhưng mà thôi bây giờ bỏ qua <laughs> các thông tin về món ăn, à, Lê Thái đưa đến quý vị thông tin về với cái tốc độ mà sinh sản nhanh thôi quý vị, à, khả năng thích nghi cao và nó rất là chịu, nó khỏe lắm như con những con heo rừng rất là khỏe. Thì con heo rừng nó đang xâm chiếm rất là nhiều thành phố, chẳng những ở, ở nước Mỹ của chúng ta mà ngay cả ở những thành phố ở châu Âu khiến các nhà nghiên cứu người ta phải tìm cách để hạn chế đây là một cái loài động vật bản xứ như quý vị cũng đã biết thì cái trọng lượng một cái con có thể lên đến 136 kg và ước tính là một triệu con lợn đang lang thang trên khắp cả một cái nước như là nước Ý và phá hủy mùa màng và gây ra ít nhất là 2.000 vụ tai nạn xe hơi mỗi năm và theo Monaco người ta thông báo như vậy và đầu năm 2022 thì dịch tả lợn châu Phi được phát hiện ở một cái con heo rừng tại nước Ý. Nó dấy lên một cái lo ngại là động vật hoang dã nó có thể lây lan cái virus nguy hiểm này cho những cái đàn lợn nhà của chúng ta, lợn lấy thịt trong ngành chăn nuôi. Và vấn đề không phải là chỉ riêng ở Ý thưa quý vị. Do quá trình nội đô thị hóa và tái trồng rừng thì cái quần thể lợn ở nó răng lan rộng khắp tất cả các nước ở châu Âu và nhiều cuộc đụng độ đã gia tăng từ ở những cái siêu đô thị từ nước Đức nè tới Madrid và Warsaw và lợn rừng thì như quý vị cũng đã biết Lê Thái cũng nói quý vị là nó có nguồn gốc từ Đông Nam Á và bắt đầu tràn lan khắp châu Âu cách đây khoảng 5 triệu năm và nó cũng trở thành một cái món ăn vô cùng yêu thích của nhiều nền văn minh nhân loại và những con con lợn trường này nó sống thành đàn thưa quý vị Và uh, số lượng nó phong phú rất là nhiều Thường là đi là có một cái con đực đầu đàn Và nhiều con cái và những cái con con đi kế nhau Đi nhau chung một đàn như vậy Và bao gồm uh, những cái con 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 cái đó Nó có thể là quan hệ hoàn với nhau Và những cái con non như vậy nó rất là đông Và đầu thập kỷ thứ 20 á thì cái áp lực từ chặt phá cây rừng cũng như là những ngành công nghiệp thưa quý vị à, khiến cho những cái con heo rừng này nó sắp tuyệt chủng, làm trên bờ tuyệt chủng luôn và chỉ còn có vài quần thể còn sót lại ở Tuscany miền nam của nước Ý và dãy Alps. Tuy nhiên thì sau Thế chiến thứ hai thì cái nền kinh tế ở Ý nó phát triển mạnh và những cái khu rừng mà ngập mặn thưa quý vị nó, những cái khu rừng rậm nó, nó bắt đầu nó hồi sinh bao gồm có những thức ăn hoa màu thì um, cây cỏ này nọ thì những cái con lợn này nó cũng bắt đầu là nó nó xanh xôi nảy nở rất là nhiều và lợn rừng hiện nay thì nó gây thiệt hại tới 22 triệu Mỹ Kim mỗi năm trong ngành nông nghiệp. Và trong vài năm qua thì ở Ý người ta cũng nói rằng là nhận thấy số lượng lợn rừng nó chạy trên đường phố và mò vào những cái cánh đồng gần wow. những cái thị trấn và nó tấn công luôn cả những cái con người và đi lang thang ở đường phố xe hơi này nọ nó đi qua đi lại như vậy và càng ngày thì nó xuất hiện càng nhiều ở những khu đô thị Ờ, nó lộ thiên ngoài đường và chúng ta có thể thấy thấy nó và nhiều người người ta cũng cho những cái con đó ăn thành ra là nó có cái tập tính là nó quen với con người thành ra là nó gần gũi con người hơn là nó nó vậy tấn công vào khu đô thị nhiều hơn và theo nghiên cứu gần đây ở Monaco thì lợn rừng trở nên phổ biến là ở 105 thành phố tại Ý và những người thợ săn ở châu Âu người ta tiêu diệt khoảng là 295.000 con ở Ý mỗi năm và riêng ở Phần Lan thì nó năm 2021 có hơn 4,6 triệu lượt đi săn với hơn là 269.000 con rừng bị bắn chết, con lợn rừng á, con heo rừng thưa quý vị. Còn ở Tây Ban Nha thì đến 400.000 con bị săn giết mỗi năm. ở Đức cũng vậy, số lượng heo rừng bị tiêu diệt ở Đức mỗi năm hơn 300.000 con. Mà nói đến heo rừng thì Lê Thái xin nhắc lại là quý vị và như là quý vị nào mà có đi những cái chợ mà chợ Việt Nam chúng ta cũng thấy có như thịt heo rừng cũng có bán. Nhiều dạ ha. nhưng mà nó là bán dạng mà nó lọc da hết rồi hoặc là gần nhất là quý vị muốn đi ăn mua ăn thịt theo rừng đó, thì có thể order từ ở Florida, Michigan những người người ở tiểu bang xa có thể mà đóng thùng đông lạnh gửi về cho quý vị hoặc là gần nhất chúng ta ở Cali thì chúng ta có thể ra chợ Hawaii để ừ. có thể mua những cái con động vật rừng đó. ở trong những cái tủ đông cái chợ đó chợ của người tàu nhưng mà để chợ Hawaii mà bán những cái con động vật rừng rất là ngon uh, heo rừng thì bảo vệ khi mà nó bị tự chủng, gần tự chủng, còn nếu nó số lượng nó nhiều quá thì phải cho bắn bớt tại nó tấn công cũng nhiều lắm, phá hoại <laughs> Cảm ơn Lê Thái. À, thưa quý vị, à, Lê Thái nói về à, thịt heo rừng thì nói về nai. À. Mà nghĩ cái, cái câu chuyện như kể cho quý vị ngày hôm nay nó rất là dễ thương Nếu mà nói về rồi là quý không có quý vị nào mà cảm thấy mình đi bắn cái con nai được nữa Từ vì con nai nhìn ra thịt nai ăn cũng ngon Và thưa quý vị nhất là cái mùa thu này ở khu Michigan Ở nằm phía miền đông người ta đi săn nai rất là nhiều Nhưng một cái câu chuyện này về một cái con nai thưa quý vị nó tên là Oakley Một cái con chú nai rất là nhỏ này được cứu bởi một cặp vợ chồng Đó là nhạc ca sĩ đồng quê Travis Street và vợ của anh ta là Teresa Thì cái con nai nó đã đẻ ra nó bị mồ côi cha mẹ và lúc sinh ra nó rất là yếu thưa quý vị nó nằm ở gần nhà của anh chàng này và cái ngôi nhà của anh ta rất là rộng ở trong cái khu khu rừng như vậy ở khu Georgia thì anh ta thấy một cái con nai rất là nhỏ bé nằm yếu ớt và sắp chết rồi và anh ấy đã với người vợ đã quyết định đem về chăm sóc cho tới khi cái con nai này nó khỏe mạnh lại thì cái, họ đặt cái con nai này tên là Oakley mà khi nó lớn lên rồi thì anh cho nó đi về lại khu uh, đi về khu rừng thì khi nó khỏe mạnh trở lại mỗi ngày nó tới thăm cái anh chàng này thưa quý vị và buổi tối nó đi vô cái khu vườn của anh chàng ca sĩ đồng quê này thì nó tới nó rất là thân thiện và vui vẻ và anh ta đi tới lúc nào cũng vuốt ve nó hết rồi có một ngày nó trở về nó thăm hai người này ở trước cái sân cửa nhà của gia đình anh chàng đồng quê này và họ vuốt ve để cho nó vuốt ve và rất là thân thiện thì cái con nai này thưa quý vị những cái con nai những cái con vật khi mà được chăm sóc nó và nó nhớ cái ân nhân đã cứu nó thì nó đã trở về để nó thăm hỏi và nó thăm viếng những người này và nó rất là thân thiện và mỗi ngày nó cứ đi về nó thăm anh chàng này như vậy và hai người này rất là thương con nai chứ họ không có ăn nó <laughs> ở bên này mà bắn con cá là thấy thấy mồ luôn không có cái license mà không có không có license không à có đâu, license, là không vậy. có được chúng ta không được săn nay nhưng mà thật sự là những cái con vật này nếu mà chúng ta tiếp tục xúc thường xuyên uh -huh. à chơi với nó ăn với nó à, cho nó ăn này nọ thì có thể là nó cũng giống như một cái con chó ở trong nhà yeah. rất là dễ thương uh -huh. à, hồi nhỏ thì em rất là thích những cái con này nhưng mà khi mà xem một cái số youtube á một số cái con nai mà sừng tấm này nọ đó nó, nó có sừng nó tấn công ta cũng rất là sợ thành ra cũng chúng ta cũng phải giữ khoảng cách với những con này nếu yeah. như mà nó hiền thì gần còn không hiền thôi cũng tốt là không nên gần gì nó. và thường thường nay ít tấn công lắm bọn ta. dạ thế. vâng cũng ít rất là ít thưa quý vị số lượng rất là ít khi mà nó tấn công con người. dạ. Yeah. dạ vâng. kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần một cà phê sáng của tổ Nhiên và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 189908319 princesslife com quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị ngày hôm nay Nhi đưa đến cho quý vị một cái bản tin những người mà họ đi khám phá những cái con sinh vật lạ ở dưới biển thì họ kiếm được cả hai cái ngọn núi à, đã chìm rất là lâu năm rồi ở dưới biển và trong những cái dưới cái đáy biển đó trong những cái ngọn núi đó họ lại tìm ra những cái sinh vật rất là lạ quý vị có thấy cái con cá ở trên màn hình không? cái mặt nó rất là là có giống bao người. giờ nó giống con người quý vị có bao giờ thấy cái con cá này chưa? chưa bao giờ, ông thưa quý vị, đó là một lần đầu tiên. như đọc cái tờ báo này, như cũng thấy chứ chưa bao giờ mình thấy một cái con cá mà mặt giống con người như vậy. thì những người mà điều tra, những đi kiếm ra những cái hòn đảo này là ở bên phía phía biên tây úc à, khoảng chừng 2.500 km tức là 1.500 dặm ở dưới đáy biển tất cả những đoàn thám hiểm này đã khởi hành vào tháng vừa rồi thì khi mà họ đi thám hiểm như vậy họ biết chắc chắn khi tới cái khu vực này họ sẽ tìm ra những cái sinh vật lạ vì đây là những cái khu vực vật có những ngọn núi khổng lồ mà từ xưa rồi nó đã bị chìm xuống dưới đáy biển thưa quý vị và họ đi xuống đó cái nhóm người này họ đã lập cái bản đồ ở dưới đáy biển trong 35 ngày họ đi cái chuyến cái đường đi của họ dài 13.000 km và khám ra những cái ngọn núi biển cổ đại, những cái hẻm, những cái rặng núi mà nó nằm ở dưới đáy biển. Quý vị thấy kênh chưa? Và những ngọn núi lửa này nó đã bị tuyệt chủng từ 140 đến 50 triệu năm trước và họ đã tiết lộ trong cái núi biển này thì họ kiếm ra những cái con cá này và phi hành đoàn này họ đã kiếm ra cái con cá đầu tiên ở đây đó là một trong những con cá nó nằm rất là deep ở phía sâu dưới của đại dương thưa quý vị và cái co thứ hai họ đã kiếm được những cái con cá mà nó bay thưa quý vị nó bay lên trời nó có cánh mà nó bay thật sự luôn nó bay lên nó xà xà dưới như biển nhưng những cái con cá này họ nói rằng là nó dễ bị những cái con mồi ở trên trời những con chim ở trên trời bắt là ăn nó tự vì nó rất là nhỏ và theo ước tính đa số cái loài này họ đã kiếm được nhưng mà nó rất là nhỏ thì cái thịt của nó ở trong đó người ta không có ăn thưa quý vị nhưng mà họ nhìn qua kính hiển vi và họ quan sát thì cái thịt của nó rất là lỏng lẻo mà nó béo ở trong đó rất là nhiều và cái họ hàng người ta gọi là anglerfish là nó nằm từ vì cái cánh của nó và cái đuôi của nó nhọn như vậy nên người ta gọi là anglerfish họ cũng chưa đặt tên thưa quý vị họ còn đem về và khảo sát rất là nhiều và cái thứ hai họ kiếm một cái có một cái con cá này cái đầu nó nằm chuối dưới biển đáy đại đại dương thì đây là qua cái hình ảnh x-ray của họ khi cái con cá này cái mặt nó rất là xấu xí và nếu như cái con dưa chuột đó như vậy và cái mặt nó hở ra à, mắt nó hở ra và cái thứ hai họ kiếm cái con cá vừa rồi như coi và cái con cá này nó có cái râu như là một con dế như vậy và cái cái thứ hai đó là cái con cua quý vị thấy cái này có giống con cua nó không phải là con cua nhưng mà cái con cua này nó rất là dị hợp tự vì do cái khách cái thời do cái thời điểm và do cái điều kiện ở dưới đáy biển và họ kiếm ra những cái con mực nữa thưa quý vị nó rất là nhỏ đây là cùng một trong như một trong những con cua và họ còn kiếm những cái con mực nữa nhưng mà con mực đó nó không đưa vui trong hình cũng rất là dị hợm mà nó rất là lạ luôn uh chứng tỏ là trên uh, trái đất của chúng ta thế giới chúng ta đại dương sâu thẳm rừng rừng rậm ở trên không gian tất cả mọi cái đều có những cái phát hiện rất là bất ngờ đúng không gì ngờ, yeah. uh, nhiều khi cho con người chúng ta trong biết bao nhiêu triệu năm qua biết bao nhiêu ngàn năm qua chúng ta tìm hiểu mà cũng chưa chắc là chúng ta tìm hiểu hết uh -huh. có ơn chị Hiền đã đưa đến một cái thông tin về những cái động vật rất lạ trong ngày hôm nay uh, và trên màn ảnh xin phòng kỹ thuật cho xuất cái hình ảnh uh, cho bên phòng uh, cho uh, quý vị khán giả được thấy uh, như chị Như Huyền thì chị Như Huyền đoán cái này là cái gì uhm sao nhìn giống như nhìn xa thì giống hơi giống mì gói mà nhìn giống như là cái bên đồ vậy <laughs> cái này ăn không có được nha thưa quý vị à, đặc biệt thì nếu như mà quý vị nào mà chúng ta hay mà thích mà sưu tầm những cái đồ mà để chúng ta uh, vệ sinh cơ thể trà da trà nồi nọ nọ đó, đó thì chúng ta sẽ biết cái này nhưng mà thật sự là cái này không phải là sơ mướp giống như ở Việt Nam mà hồi đó mà hồi nhỏ mà quý vị nào mà từng ở Việt Nam ở vùng quê đó chúng ta hay tắm bằng cái sơ mướp rất là sạch nó cứng vậy nhưng mà khi một có thời gian chúng ta thấm nước vào nó mềm rất là dễ tắm và tắm rất là sạch Nha, nó trà được những cái tế bào chết ở trên da và đây thưa quý vị đó là bọt biển Ờ, chị như huyền có bây giờ nghe đến cái chữ bọt biển không hay là quý vị có bao giờ nghe đến chữ bọt biển không có nghe chúng ta có nghe mà nhưng mà chúng ta một. tưởng bọt biển là những cái bọt ở nằm ở trên cái mặt biển đúng không không bọt biển giống như là cái rơm cái 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 R cái thật sự là ngày hôm nay như trên màn ảnh thì chị như huyền thấy đó là bọt biển thưa quý vị uh -huh. và người ta nói rằng là bọt biển là một cái nguồn tài nguyên tái tạo và hoàn toàn tự nhiên thưa quý vị nó thân thiện với môi trường và sự thay thế hoàn hảo cho cái xơ mướp nhựa mà chúng ta hay dùng để mà chúng ta tắm hoặc cò rửa cơ thể và riêng á, cái cọ bọt biển này thì nó phát triển ở dưới đáy đại dương và ở biển và sông của chúng ta và nhờ nó sở hữu những cái sức mạnh tái tạo đáng kể. Thành ra là những cái mảnh vỡ của những cái miếng bọt biển này khi mà bị cái dòng nước nó cuốn đi thì nó có khả năng định cư ở một cái vị trí khác và phát triển lại thành một cái bản sao của miếng bọt biển mẹ của nó. Và cực kỳ sớp và dựa vào những cái dòng nước liên tục chảy qua cơ thể để mà nó lấy thức ăn cũng như là oxy và loại bỏ những cái chất thải ở trong cơ thể của nó. À, như quý vị cũng đã biết thì à, phần lớn đó, quý vị biết không, bọt biển nó không thể được khai thác mà để sử dụng. Và chỉ một cái tỷ lệ rất là nhỏ, có loại khung xương mềm mà con người đã sử dụng hàng nghìn năm qua. Và cái lớp màng cứng chắc ở bên ngoài của bọt biển nó được loại bỏ khi mà à, con người chúng ta thu hoạch về. Sau đó thì phần bên trong xốp được làm sạch và trước khi chúng ta có thể sử dụng ở trên da. À, và bọt biển nó được thu hoạch cũng rất là cực khổ. Thưa quý vị, những cái người mà thợ lặng, đó, người ta dùng bằng tay không để người ta à, lấy những cái bọc biển này và bảo đảm rằng là những cái bọc biển này nó vẫn còn nguyên cái đế và sau đó thì những cái miếng bọt biển sẽ được phát triển trở lại như ban đầu trong vòng 3 đến 4 năm tại vì khi mà chúng ta lấy cái bọt biển lên á chúng ta phải để lại cái đế bọt biển để cho nó phát triển lại giống như một con sinh vật vậy ừ. và theo những cái nhà mà khám khóa và khám phá khoa học thưa quý vị thì người ta nói rằng đó là có khi mà người ta đưa những cái con những cái bọt biển này vào giống như là danh sách những cái con động vật vậy chứ không phải mà là một cái loại bọt biển thưa quý vị và đối với cái bồn tắm của cơ thể thì cái bọt biển là một cái chất rất là tốt mềm để mà nó có thể nó nó tẩy sạch những cái cái tế bào chết trên da thậm chí là nó làm cho da chúng ta có thể là nó sạch sẽ hơn bóng hơn mà không bị gây kích ứng da bởi vì nó rất là tốt có nhiều cái enzyme tự nhiên để ngăn chặn cái sự phát triển của vi khuẩn trên cơ thể và nó cũng ức chế mồ hôi của cơ thể liên uh, nói những cái gì mà liên quan đến cơ thể của chúng ta mồ hôi này nọ chất dơ này nọ uh -huh. thì riêng cái bọc biển này khi chúng ta tắm nó sẽ tẩy ra hoàn toàn và để mà những cái nhà người ta mà đi lấy để khai thác cái bọn biển thì có vị người ta làm rất là cực đem về chỉ biết xong phải phải rửa hết cắt lại hết rồi dắt ra vắt ra xong rồi bỏ vào trong một cái máy để người ta giặt giặt giống như máy giặt cho nó bỏ vào trong bỏ xà phòng vào giặt xong rồi người ta bắt đầu người ta cắt tỉa lại người ta bỏ vô trong một cái cái khuôn để phân cái kích thước của nó rồi bắt đầu khi đó người ta bắt đầu người ta đem đi sấy sấy để cho nó trở thành một cái bọc biển rất là tinh rất là trắng công để mà dễ sợ. rất là công phu để mà chúng ta có thể mà bán ở trong những cái à, ở trên những cái um, marshall hay là bán ở trong ross hay là những cái nơi mà có thể bán những cái vật dụng tắm hay trong chơi bát Body. à yeah. Thì nó có bán mấy cái này để chúng ta tắm Thì quý vị nào mà chúng ta thấy cái này chúng ta không biết là cái gì Nhưng nó là bọt biển R ừ. Nó rất là dễ sử dụng Và Trường Như Huyền có bao giờ sử dụng nó không Không chị chưa sử dụng nó hết à, cảm ơn lê thái à, thưa quý vị cái bản tin kế tiếp hôm nay như đưa cho quý vị tới là tất cả chúng ta đều mơ ước đó là chống lão hóa đó là điều mơ ước của tất cả mọi người thưởng quý vị kể cả của nhi huyền kể cả của lê thái nữa nhưng mà như đưa cho quý vị một cái bản tin sau đây đó là những cái hành tinh nó làm chậm lại những cái ngôi sao bị lão hóa thưa quý vị ước gì mình áp dụng được cái điều này vô trong trái đất của mình thì trong một cái quỹ đạo như vậy thì cái sự ảnh hưởng quay của các hành tinh nó ảnh hưởng tới những cái ngôi sao thì những cái ngôi sao nó làm cho những cái ngôi sao quay chậm lại thưa quý vị thì những nhà thiên văn học họ đã tìm hiểu ra được họ đã nghiên cứu một cái cặp đôi những cái ngôi sao mà là sinh đôi đó thưa quý vị thì những cái ngôi sao này họ lấy tất cả là 34 những cái ngôi sao đôi như vậy để mà họ kiểm tra cái dữ liệu của nó thì họ thấy trên 34 hệ thống nhị phân của những cái ngôi sao này theo quan sát của NASA cho biết là những cái ngôi sao này nó có xung quanh nó chạy quanh những cái ngôi sao mọc thì những cái ngôi sao mọc thì quý vị biết nó rất là nóng thì những cái ngôi sao này nó đã ảnh hưởng cái hành tinh này hành tinh một này nó đã ảnh hưởng tới những cái ngôi sao và cái lực từ trường của nó làm cho những cái ngôi sao này quay chậm lại rất là nhiều. Vì vòng quay của sao dần dần chậm lại theo thời gian thì các ngôi sao trẻ nó có xu hướng quay nhanh hơn so với là những ngôi sao cũ thì những cái ngôi sao cũ nó quay chậm lại thì cái tiến hóa lão của nó nó bị già đi chậm hơn rất là nhiều. Thì cái nghiên cứu này hy vọng những cái nhà thiên văn họ hy vọng rằng họ sẽ nghiên cứu nhiều hơn để khám phá ra thế làm thế nào những cái hành tinh này nó có thể làm slow down, làm chậm lại lão hóa của những cái ngôi sao ở phía xung quanh của những hành tinh này. Dạ vâng, cảm ơn chị Duyên và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng của tuần. Duyên và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại mở trời cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy to chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1 -8 -319 com cảm ơn quý vị vừa dơ làn sóng của đài lido sài gòn tv trong chương trình cà phê sáng cuối tuần cùng Nguyễn Hiền và lê thái kính à, thưa quý vị à, di sản thực kế là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy từ xưa đến nay á nó là một trong những uh, còn là sao vấn đề mà nó xảy ra những cái vụ mà xung đột ở trong những cái gia đình ừ, à, có khi mà bắt ba... đầu đúng rồi anh em cấu xé <laughs> nhau rồi uh, ba mẹ và con cái nhiều khi mới cái vụ gần đây nhất thưa quý vị là ba đứa con gái sách xăng đi đốt nhà mẹ ruột của mình vì chia đất uh, rồi uh, mặt tiền đường với lại mà mặt ở trong nhà, hẻm đó, <laughs> ở trong nhà đó với là ở ngoài lộ này nọ đó mà sách xăng ba đứa con gái sách xăng đi đốt làm cho mẹ phỏng mà ba đứa con gái cũng phỏng hết luôn đây ừ. là một cái vụ mà chúng ta thấy rằng là do những cái chia chác này nọ à, mà thật sự cũng tội nghiệp em nói đến vấn đề mà chia chác tài sản thì à, mỗi gia đình nó có một cái hoàn cảnh khác nhau yeah. khó nói mỗi ông bà mà khi mà chúng ta mà có con cái chúng ta để lại cho con cái á, thì mỗi cái vấn đề một cái pháp là một khác nhau tại ừ. vì trong tư tưởng của ba mẹ chúng ta không thể nào chúng ta biết được rồi trong tư tưởng của những người con á, lại có những cái tư tưởng không thể nào chúng ta biết được Đúng rồi, khó tại nói. vì người này cũng lúc nào cũng dành cái phần hơn về mình cả rồi nghĩ cái phần công lao của mình nhiều hơn thì mình phải được nhiều hơn điên bố mẹ thì uh, một số người mà công bằng thì không nói thiên vị thì lại nó, nó gây ra những cái xích bích yeah. không đáng có trong trong gia đình thì ừ. bởi vậy cho chúng ta nói mỗi nhà mỗi cảnh như vậy. riêng ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về một cái người mà thưa quý vị không nằm ở trong một cái gia tộc nào hết, không nằm trong con cháu không là họ hàng không gì hết mà cô được một cái người gọi là người chủ của mình ông chủ của mình thưởng cho cái di sản thừa kế là 128.000 mỹ kim thưa quý vị. Wow. À, thưa quý vị nhận được 128.000 mỹ kim thừa kế từ ông chủ đã qua đời thì cô Yu đã về quê nhà ở Indonesia và bắt đầu một cuộc, cuộc sống mới và trên mạng ảnh thì quý vị thấy là bên tay phải, bên trái màn hình đó là ông à, một cái nam diễn viên rất là nổi tiếng ở Đài Loan đó là Chen Sung-yong và cái cô kế bên đó là cô Yu thưa quý vị. Ngày 4 tháng 11 vừa qua thì theo ông Jan Chan Yu là người làm việc trong cái lĩnh vực truyền thông tại Đài Loan là cái người đã cập nhật về cái tình hình uh, của cái cô người giúp việc này và uh, ông nam diễn viên Chen Sung-yong về cái vấn đề mà chia tiền thừa kế vào tháng 12 năm 2021. Thì cô Dư này làm việc cho gia đình ông Chen đã 8 năm trước thưa quý vị và được coi như là một cái con gái uh, trong gia đình vì cô rất là tận tình và chu đáo trong mọi công việc. Và sau khi ông này qua đời ở lứa tuổi 80 thì khối tài sản được chia cho rất là nhiều người thân trong gia đình của người đàn ông này và các tổ chức từ thiện người ta cũng nó chưa nói là chưa có chưa có ông này ông chưa có kết hôn cũng như là không có con cái thành ra là cái khối tài sản này chia nhiều nhiều người trong gia đình đó riêng đặc biệt thì thưa quý vị là nữ giúp việc là cô vui này cũng được chia đến 128.000 Mỹ Kim theo cái nguyện vọng của ông trước khi ông qua đời và những năm tháng cuối đời thì nam diễn viên này từng nhiều lần tăng lương gấp đôi cho cái cô du này và đặc biệt là tặng trang sức bằng vàng thay lời cảm ơn vì cái cô này đã làm việc tận tâm trong suốt mấy năm trời để giúp ông và cái khoản tiền này giúp cô du mua một số mảnh đất và đủ điều kiện chăm sóc các con ở Indonesia và từ khi mà ông chủ của mình mất thì cái cô du nói rằng là cô rất là sốc và vô cùng đau lòng thưa quý vị cô kể là ông Chen có thói quen dạy vào lúc là 2 giờ sáng để mà đi vệ sinh và nhiều tháng qua sau khi mà ông chủ qua đời đó thì cô vẫn thức dậy vào cái thời điểm 2 giờ sáng đó và coi như là một cái thói quen mà cô đã từng thức dậy. Và tháng 3 năm nay thì cô Vui đã trở về quê nhà với cái số tiền được thừa kế và bắt đầu một cái chuyển sang cái công việc là mở một cái tiệm bánh nhỏ và tập kinh doanh. Dù rằng là cô hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhưng mà cô nói rằng là cô không thể nào cô quên được cái người chủ mà tốt bụng mà đã coi cô, co cô co như con cái ở trong nhà. Ừ. Đây là một trong những cái bản tin mà lại thấy thấy vô cùng dễ thương. Rất là hiếm khi nào mà một cái người chủ mà người ta lại cho một cái người giúp việc một cái số tiền lớn như vậy đúng Quá không chị? Vậy là cái cô này có chăm sóc người chủ này rất là tốt. Mà chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người ở Indonesia cũng như là philippines là hai cái đất nước đó người ta có những cái người giúp việc rất là giỏi ở bên hoa kỳ chúng ta một số gia đình có những cái người giúp việc người yeah. indo cũng như là người người phi thưa quý vị à, chúng ta biết là lý do sao đất nước đó có những cái người phi rất là tận tình trong vấn đề người ta làm giúp việc yeah. ở đâu vọng... cũng vậy, ở Việt đâu Nam mình... cũng vậy cũng có nhiều người ở giúp việc họ rất là tốt, tốt. Vị. cũng có nhiều người rất là xấu tùy <laughs> ra <laughs> dạ vâng. thưa quý vị tùy theo tùy theo con người thôi thưa, thưa quý vị <laughs> cảm ơn đại thái à, thưa quý vị bản tin ngày thứ hai như hôm nay như đưa về những cái bản tin khoa học về kỹ thuật thì ở Trung Quốc vừa rồi đã phóng một những phóng cái tên lửa đi lên trên trạm vũ trụ thưa quý vị họ phóng 11 cái thì trong hai cái người ta nghi rằng là cái tên lửa thường thường mà phóng lên rồi thì nó lại rớt xuống lại nhưng mà những cái tên lửa khác người ta program cho nó đi xuống đúng cái vị trí mà người ta muốn nhưng mà cái tên lửa này ở Trung Quốc làm thì một trong hai cái đó người ta nói nó sẽ rơi xuống cái body của nó sẽ rơi xuống mà không biết sẽ là rơi chỗ nào thưa quý vị họ phóng trong uh, Họ phóng những cái tên lửa này trong tuần vừa rồi Thì khi mà nó lên tới nơi rồi Thì những cái cơ thể của nó Nó sẽ rơi xuống những, Nhưng mà Cái um, tên lửa này gọi là Long March 5B-2 Rocket Và các chuyên gia ước tính cái phần tên lửa này Có kích thước gần bằng một tòa nhà 10 tầng Đâm vào trái đất Không biết ở trong cái chỗ nào Và cái nguyên tắc chung người ta nói rằng là cái tên lửa nó bay lên thì nó sẽ tái nhập cảnh nhưng mà cái tái nhập cảnh này này không kiểm soát được của Trung Quốc thì nó có thể gây ra rủi ro cho tính mạng và tài sản của con người quý vị có nghĩ cái một cái cái thân hình cái tên lửa nó to vậy mà nó rớt xuống một cái chỗ nào đó mà mình không biết mình không có sự chuẩn bị và cái mà thường thường những cái khung những cái mảnh vỡ đó nó rơi xuống chiếm khoảng 88% dân số của loài người thì vào đầu năm tháng 7 vừa rồi thì có một phần tên lửa cũng bị rơi trở lại trái đất với một số mảnh có khả năng phát hiện ở Malaysia, Indonesia và có nơi ở gần Philippines. Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature vào tháng 7, thì các nhà nghiên cứu đã tính toán khoảng 10% khả năng các mảnh vỡ sẽ tấn công, sẽ rơi trở lại trong khoảng 10 năm. Và các cơ quan tên lửa Trung Quốc và các vệ tinh mà nó họ có những cái khối mảnh vỡ đó họ không có dự tính được và rớt rớt xuống, không biết lúc nào hết và các nhà tư vấn cơ sở dữ liệu tái nhập cảnh của hàng không vũ trụ họ phải họ không có thể kiểm soát được cái vấn đề này thưa quý vị và tên lửa Long March này là một trong những vật thể lớn nhất nó sẽ rơi trở lại trái đất mà không biết chút lúc nào hết thì tới bây giờ họ vẫn không dự đoán được và họ không biết được nó sẽ rơi lúc nào mà khi rơi lại thì nó rất là nguy gây nguy hiểm cho cái mạng người ở cái nơi mà nó rơi Vậy chúng ta hy vọng rằng là thôi nó nó bay ra nó bay đi ha hoặc là rơi xuống đại dương thì nó đỡ hơn. Uh -huh. Là nó nó rơi vào trong những cái khu mà đô thị, giữa đông dân cư thì vô cùng nguy hiểm. Chết luôn. Uh -huh. Chết luôn. kính à, thưa quý vị, à, nói đến vấn đề mà chiều cao thì à, hầu như là để mà cao thì ai cũng thích cả đúng không? Ở chị Vậy Chị, chị Nguyễn thích cao không? Thích chứ. Bây giờ em đang 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 hỏi cái ước muốn của bao nhiêu người. Bao nhiêu người đúng không? <laughs> Có một số người, người ta rất là cao nha quý vị, nhưng mà một số người, người ta rất là lùn. À, riêng chị Nguyễn thì chị ước thì cao được bao nhiêu? Không... À, trung bình thôi là được rồi Ờ, không mét. có cần cao quá trời 8 mét rồi mấy con hơi bị quá 8 cao tám mét là mét tám dở tôi quý vị 8. ở nguyên cái show ngày hôm nay thì hai chị em hơi ít cười tại vì buổi sáng nay lê thái cũng có nhiều ưu tư trong đầu thành ra là cũng hơi âm hơi giống như là nó nó bị giống như, như nó, nó, bị cản trở sao đó <laughs> nhưng mà thật sự là cũng muốn chọc chị như hiện chút xíu nó đến cao thì ai cũng thích thôi quý vị lê thái cũng rất là ước mơ nhưng mà cái chiều cao lê thái thì hồi nhỏ thì em rất là mê cao uống sữa dữ lắm đi tập bóng rổ basketball tùm lum dân đó bây giờ mới cao được chừng này cao được mét bảy mấy à không có được đến mét tám nhưng mà ok ừ. cũng mình cũng vừa ý với những cái chiều cao của mình yeah. à, thôi vì cũng được rồi trời cho sao thì nấy hưởng thôi tự hát đi cho mình tự hát đi cho mình thôi ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một thông tin về một cái cô gái cao nhất thế giới thưa quý vị cô từng giữ kỷ lục Guinness thế giới và hiện nay đang giữ kỷ lục Guinness thế giới thì lý do tại sao mà lê thái đưa đến vấn đề này là cô này thưa quý vị từ xưa giờ chưa bao giờ được đi máy bay cả chưa bao giờ wow. bởi vì cô quý vị biết không với cái chiều cao của cô á, là tính ra mét của mình á, là 2m15 mà tính ra nếu mà đúng của, của fit của mình đó, là đến 7.17 feet. Khủng wow, khiếp, cái chị cao, cao vô cùng luôn, cao. Quá và cao. cao 2m15 thưa quý vị, cô tên là Rumesa geoki năm nay 24 tuổi và lần đầu tiên trong cuộc đời, đời cô được đi máy bay. Và sau khi hãng hàng không tháo dỡ đến 6 cái ô ghế để mà có chỗ cho cô nằm ở trong đó, À, đầu năm nay thì cô gái được kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người phụ nữ cao nhất còn sống sót ở trên thế giới và vóc dáng của Georgie do hội chứng là Weaver một cái đột biến gene khiến cơ xương của cô phát triển quá mức À, và cô gái này 24 tuổi thôi quý vị thường phải ngồi xe lăn hoặc là di chuyển nhờ sự hỗ trợ của những cái chiếc xe tập đi và vì chiều cao quá khổ thì trước đây cô chưa từng bao giờ được ngồi máy bay và tháng 9 vừa qua thì lần đầu tiên cô được đi nước ngoài từ thổ nhĩ kỳ sang san francisco và trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia đã tháo 6 chiếc ghế từ uh, chiếc máy bay bằng một cái giường đặc biệt để cho Gale Ghi nằm thoải mái và hành trình này là một cái hành trình mà cô nói là vô cùng uh, thú vị mà cô đã được uh, hạ cánh tại Ukraine và vô cùng biết ơn những cái người làm trong công việc phi hành đoàn này. Và theo tổ chức kỷ lục Guinness thế giới thì người ta quảng bá cho cái sự kiện này cần sự có mặt của cô ở California. Thật ra là cô cũng được vinh dự để mà đến dự cái sự kiện này bằng cái chiếc máy bay mà được tháo xấu cái ghế để dành ừ, cho hậu. cô mà rất là dễ thương. À, nhìn cô rất là hiền và đây là những cái hình ảnh mà quý vị thấy là à, cô khi mà quá cô đạt kỷ lục Guinness thế giới quá cao. Có người cao. muốn cao thì cao quá trời là cao. Cao gì người sợ, khổ sợ lắm, lắm thưa quý vị. Dạ. Cao cỡ đó khổ sợ lắm. Thôi mệt lắm. Chỗ cao khó kiếm lắm, chồng, khó kiếm vợ lắm luôn. Đi cũng khó. Đi cũng khó, đi, cũng khó, đi đứng khó lắm thưa quý vị. Và và Thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 3 Cafe sáng của Tuần Nhiên và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 sức khỏe là vàng dược thảo PLS giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 1800 990 8319 princesslife.com Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Hiền và Lê Thái Thưa quý vị, quý vị nào ở California thì biết những cái chương trình lướt sóng xảy ra được ở trình diễn hàng năm rất là nhiều. Ai mà chơi lướt sóng ở Cali hoặc là ở bất cứ ở tiểu bang nào thưa quý vị, sẽ sẽ biết cái chương trình lướt sóng này nhưng mà ngày hôm nay như đưa cho quý vị đến một cái bản tin rất là vui. Trong một cái cuộc thi lướt sóng năm vừa rồi ở tại uh, Cali thì cái chương trình này được tổ chức bởi Sun On Free đang diễn ra tốt đẹp và nhà nhiếp ảnh gia tên là Jordan NS đã quyết tâm ghi lại những cái khoảnh khắc rất là quan trọng. Anh tập trung vào việc chụp ảnh tất cả những người lạc lướt sóng tài năng đến nỗi như mà anh bỏ lỡ một cơ hội từ vì anh nhìn ra xa thì quý vị thấy giống như cái người lướt sóng không? Đó là không phải đầu tiên người ta tưởng đó là con cá heo mà thái đoán thì đó là con cá gì? Em nghĩ là con cá mập. Đúng ngay chắc đó thưa quý vị, đó là con cá mập cá, mập, cá mập trắng ở trong đó mà khi anh ta zoom cái hình lại thì anh ta mới thấy là con một con cá mập nó lướt đằng sau những cái người đang lướt sóng ở phía đó thưa quý vị là nó đang vui chơi thôi chứ nó không không có cắn ai hết. Thì trong cái cuộc lướt sóng như vậy thì có những người họ đi trở lại họ sợ con cá mặt đó nhờ bị nguy hiểm như thế nào nhưng có người họ vẫn cứ tiếp tục lướt sóng vì họ đang nằm trong cái cuộc thi mà thưa quý vị và cái người lướt sóng ở trong cái khung hình đó nó ngay phía sau quý vị cũng thấy ngay phía sau một cái anh chàng trai đang lướt sóng ở trong đó và sau khi con cá mập xuất hiện đầy kịch tính thì một số người lướt sóng họ đã chọn ở dưới nước còn có những người thì họ đi lên trên bờ vì họ không muốn nguy hiểm đó và từ cái góc độ thu nhỏ hơn thì quý vị sẽ thấy rằng con cá mập này nó đang nhảy lên rất là cao và nó cũng thể hiện như muốn ai nhảy cao hơn với nó. Nhưng mà nó đang vui chơi như vậy nhưng mà nó không có muốn cắn ai thưa quý vị thì đây là một trong những cái hình ảnh rất là hiếm có trong cái cuộc thi lướt sóng như vậy. Làm sao mà chụp được cái hình ảnh một cái con cá vô tình nó nhảy thôi, lên cá. Dạ, vô tình trong cái cuộc thi lướt sóng này thì con cá nó chạy theo mà nó thấy người ta lướt sóng nó cũng chơi thôi, nhưng mà nó không có tấn công bất cứ ai hết thưa quý vị. Ờ, rồi sau ta chúng ta phải đặt tên cái cuộc thi này là lướt với tử thần. À, đúng, đúng với tự thần Ờ à, thật sự mấy người này quá gan đi khi mà phát hiện ra cái con cá mập này rồi như cỡ lê thái á mà nước kiểu đó là rụng tay rụng chân rồi có như là <laughs> đi, đi, tê cứng người ngày... rồi luôn rồi. bơi vô cũng nổi <laughs> Chỉ Rất, mà vô, kiểu vừa, kiểu vừa bơi vừa bò vô thề đạp cứu từ nhất cứu Đúng không? đó cứ sợ liền tí sợ liền đó. kiểu mà cứng người liền mà thưa quý vị why 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 shark luôn mà white shark yeah. mà thật sự là thưa quý vị à, từ xưa giờ có những cái vụ mà cá mập nó tấn công những người lướt ván rất ở là nhiều nhiều lắm thưa quý vị nhiều lắm ở california của chúng ta ở bahamas ở rất là nhiều quốc gia mà cá mập khi mà cá mập trắng mà nó thấy con người rồi nó mê dữ lắm luôn Mẹ cái, thật cái sự cái lắm mùi, đó. cái mùi hồi nãy chị nói là vậy? nó chỉ cần đi chơi nó đi dạo yeah. chơi thì thật sự là tôi <laughs> không có tin nó đâu tại vì nhiều khi là nó dí ông kịp hoặc là nó hôm đó nó, nó, nó mới ăn no rồi <laughs> nó chưa đói nó chưa có đói thành ra cũng hơn cho những cái vận động viên lướt ván này đúng không mà nhi phục một cái là có người họ không đi lên họ vẫn cứ lướt yeah. lên cho tới giây phút cuối cùng thôi quý vị wow. nhưng mà thật sự thật sự là rất là nguy hiểm nhưng yeah. mà đối với những người đó thì phải dùng từ là nể phục luôn đó yeah. mà em thấy đối với California của chúng ta nhiều người ta đang đi lướt ván biển California ta nhiều cá mập lắm nhiều lắm mà khi mà quý vị ra những cái bờ biển rất nói đây gần đây nhất thôi ở Huntington Beach hoặc là ở ở Newport Beach hay là ở Laguna Beach rất là nhiều biển chúng ta đừng phát hiện các bạn nha. là người ta lướt sóng nhiều nhất. Dạ, yeah, yeah. rất là nhiều vận động viên người ta lướt sóng, những người người ta thích coi thích cái, cái 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 môn thể thao đó người ta vẫn yeah. lướt như thường. Uh -huh. Mà người ta đâu có sợ gì đâu. Như kẻ lê thái với nhiều hiền mà nghe Thôi. biển nào mà có mà có cá mập <laughs> đó đố mà cho bước chân xuống cho tiền cũng không dám bước chân xuống đó thưa quý vị không tới gần luôn chứ gần ai bước chân xuống không tới gần ai không có tới gần biển á ờ, cái đó thì làm quá rồi kiểu mà dọc cái chân ấy càng càng đây thì không có con con con, con cá nào mà đi giới được chị à, cảm ơn chị như huyền à, kính thưa quý vị mua sắm hay chúng ta bỏ một cái số tiền để mà chúng ta đi um, shopping này nọ thì đối với những người người ta làm việc người ta kiếm nhiều tiền đó thì người ta mua sắm phung phí thì mình không nói uh -huh. Mà đối với những người người ta cứ tìm kiểu mà cơm áo gạo tiền Lúc nào cũng phải lo cơm ngày ba bữa, lo tiền nhà, tiền thuê nhà tiền con, Lo con, con cái, tiền đại học, tiền chợ, tiền búa này nọ Thì để mà đi shopping hàng ngày á hoặc là hàng tuần á, Thì đó là một cái rốc rằm đúng không chị? Và yes. ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin là Những cái thói quen xấu mà khi mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta chi tiêu đây là những uh, cái gọi là một cái nhóm nhỏ những cái đối tượng những con người và hy vọng rằng lê thái và như huyền hay là quý vị không nằm trong những cái nhóm này mà thì khi mà lê thái nói rồi mà có đụng chạm ai thì làm ơn tha thứ cho lê thái thật sự đây là những cái thói quen mà những cái người mà người ta làm những cái công tác là gọi là đưa ra những cái thống kê của hoa kỳ rất là rất là thực tế và đây là những cái lời khuyên giúp cho chúng ta có thể mà chúng ta xếp được một số số tiền của chúng ta bảo vệ cái số tiền của chúng ta có khỏi rời khỏi túi vì những cái gọi là cái sở thích mua sắm phung phí thôi vì. những cái thói quen tùy thuộc vào cái tùy hứng hoặc là tính toán nhưng mà nó không khôn ngoan đây là những cái thói quen nó dẫn đến khi chúng ta mà chưa đến hết tháng mà chúng ta đã hết tiền à, đây là cái câu mà người ta hay nói và cái đầu tiên thưa quý vị đó là những cái nhà mà người ta đưa ra những cái kế hoạch chi tiêu người ta nói rằng là chúng ta không nên mua sắm theo ý thích à, chúng ta thường mua sắm một cách vô ý thức vào cái tâm trạng hoặc là cảm giác tại cái thời điểm đó và nếu có thì chúng ta hãy lập tức điều chỉnh nó ngay và tất cả mọi người đều có những cái yếu tố khởi phát như là cảm xúc khó khăn hoặc là khi chúng ta căng thẳng hoặc là phấn khích vì từng lương về vân vân này nọ thì khi mà chúng ta có những cái phấn khích đó thì chúng ta thường hay đi mua sắm và thông thường thì cái hoàn cảnh hoặc là cảm xúc nó sẽ dẫn chúng ta đến những cái quyết định kém sáng suốt về tiền bạc và chi tiêu bốc đồng và nhiều cái là không cần thiết và một cái nữa thì những người này người ta nói rằng đó là chi tiêu không tính đến tiết kiệm đó ừ. à, chi tiêu mà tất cả các khoản thu nhập của chúng ta mà không có ngân sách cũng như là không có một cái kế hoạch nào về tiết kiệm tiền đây là một cái số cái sai lầm phổ biến nhất mà Lê Thái đưa đến quý vị trong ngày hôm nay nó gây ra cái tình trạng là chưa hết tháng đã hết tiền thưa quý vị và thậm chí là nhiều người người ta để dành tiền và cái thời gian để người ta đi mua thứ mình không thích luôn và đây là một cái thói quen mà chúng ta phải bỏ bằng cách là chúng ta phải dành một cái khoản tiền tiết kiệm cho tương lai hoặc là chúng ta dự phòng trong những cái trường hợp khẩn cấp Chúng ta đâu biết được tương lai như thế nào Thành ra chúng ta phải để dành số tiền đó Và à, đây là những người này người ta đưa ra Một cái quy tắc có nghĩa là chúng ta hãy áp dụng Cái quy tắc cơ bản Đó là 50, 30 và 20 Là chi tiêu là 50% thu nhập cho nhu cầu 30 là 30% cho mong muốn Và 20 là 20% cho tiết kiệm Và một cái vấn đề nữa Những cái nhà hoạch định này Người ta nói rằng là chúng ta mua Vì đường giảm giá Đây là một cái thói quen mà chúng ta thấy là rất là nhiều người có Trong đó có Lê Thái luôn À, khi thấy một cái gì đó giảm giá thì chúng ta hãy chạy chúng ta đi mua 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 nhiều rồi mới chế chứ Chị có có, có. Giá, có. đừng, đừng nó không có nha cái ai nào mà dính mình thích cũng có hết <laughs> <laughs> rất là nhiều người dính không phải liên lê thái thành ra là mà em có gì em nói chứ em không ngại vậy chứ à, thưa <laughs> quý vị người ta nói rằng là chúng ta hay mua những cái thứ mà chúng ta uh, được giảm giá và những hay ham những cái 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 nào mà nó có giá thấp thưa quý vị vì không muốn bỏ lỡ có cơ hội dù chúng ta không thật sự chúng ta cần và khi mà chúng ta đi vào trong đó chúng ta thấy nó giảm giá là chúng ta mua mà chúng ta không nghĩ ra ở nhà chúng ta đã có hoặc là đã có nhiều rồi mà chúng ta mua nữa. Và chi tiêu cho những cái món như thế thật sự là một cái bẫy đối với à, loài người của chúng ta. Vì khi mà như vậy thì chúng ta phải trả giá những cái giá rất là đắt bởi vì chúng ta mua những cái hàng đó và chúng ta để mà chúng ta không không có xài cũng như là có thể dùng vài buổi thôi, thậm chí là không có nhu cầu xong rồi chúng ta phải vứt bỏ hoặc là đem cho đi hoặc là bán đồ bán tháo hoặc là đi ừ. cho người này người kia. Cái tiếp theo đó là mua để bắt kịp xu thế. Đây là một cái cũng thói quen xấu thôi quý vị. Nhiều người mua chỉ bởi với, với hy vọng là được bạn bè để ý hoặc là để thể hiện bản thân cũng như là mua những cái thứ mà người khác có mà mình không có mình phải mua cho bằng được có và để cái kiểu sống cao cấp đó thì quan trọng là chúng ta phải biết cái tài chính của mình như thế nào và có tương đương với người khác hay không để mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua đồ và nếu như mà chúng ta mua để cạnh tranh hơn á hoặc là không thật sự cần thì chúng ta nên đánh giá các ưu tiên nào mà chúng ta nên cần để chúng ta tiết kiệm cho tương lai cái thứ hai là chúng ta mua những cái thứ kém chất lượng có nghĩa là mua những mua về rồi cảm giác để đến sửa lại này nọ đó thì không nên tại vì thà chúng ta bỏ tiền chúng ta mua một cái đồ mới còn tốt hơn là chúng ta mua cái đồ cũ để đem về sửa lại tốn tiền nhiều hơn và cái cuối cùng là mua quần áo hướng tới mục tiêu tương lai có nghĩa là nhiều người hướng mua cái đồ nhỏ nhỏ lại để đang mập khoảng chừng 80 kg đi mua đồ khoảng 60 kg nó là mua để mà có mục đích để giảm cân mà thật sự là mua nó mà giảm cân chưa Xong được 8 năm sau không phải là 80 kg mà 8 năm sau là 100 kg thành ra cái đồ 60 kg đồ 40 kg sao cũng được thành ra chúng ta đừng mua hờ như vậy giảm cân hẳn đi rồi hãy đi mua đồ đúng rồi đúng không? cái đó nhiều save người, tiền thưa quý vị nhiều người vậy đó cái đó, trời bây giờ mình đang mai size XL đang size XL mua đồ size small để mà có quyết tâm giảm size small mà 8 năm sau vẫn vẫn size XL mà còn thêm một cái XL XXL <laughs> Dạ vâng, kính Đúng thưa quý vị rồi. Đây là bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay Và trước khi mà kết thúc bản tin thì Đại Lý Đô TV có một cái cáo phó tin buồn gửi đến quý vị Và xin mời chị Như Huyền à, Thưa quý vị, cáo phó trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Gia đình chúng tôi kính báo đến quý cha, quý tu, quý tu sĩ, nam nữ Và quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần con em, anh, cậu bác của chúng tôi là UC Nguyễn Thành Du Tony, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1960 tại Sài Gòn, Việt Nam, được chú gọi về ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại UCI Medical Center, California, hưởng thọ 62 tuổi và chương trình tang lễ thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại Nhà thờ Chánh tòa Christ Cathedral và tại 13280 Chapman Avenue, Garden Grove, ở CA 92840 9 giờ sáng AM nghi thức phát tan và làm phép xác 9 giờ sáng tới 11 giờ thăm viếng và cầu nguyện 11 giờ AM tới 12 giờ PM thánh lễ an táng sau thánh lễ linh cửu sẽ được hỏa táng tại Destiny Funeral Home và Crematory tại 5443 Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805 cáo phó này xin thay thế thiệp tan. À, kính thưa quý vị, à, cáo phó vừa qua đã cũng đã kết thúc cái chương trình cà phê sáng của tuần ngày hôm nay của Nhi Huyền và Lê Thái. Một lần nữa thì chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Nhi Huyền và Lê Thái trong suốt khoảng thời gian ngày thứ bảy ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Nhi Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán loại cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 189908319 princesslife com Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay trên hệ thống của đài truyền Lido Sài Gòn TV băng tần 56.10 trên trang nhà Lido Sài TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật ngày 13 tây tháng 11 năm 2022. À, một lần nữa thì chúng tôi gửi lời chào đặc biệt đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Hiền cảm ơn lê thái chào lê thái và hôm nay nhi huyền cũng kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình cà phê sáng ngày hôm nay và hy vọng quý vị cũng có ngày thứ bảy vừa rồi thật là vui vẻ là một ngày cuối tuần hôm nay ngày chủ nhật nhi huyền với lê thái sẽ đưa đến cho quý vị những cái bản tin rất là thoải mái và vui vẻ ngày hôm nay thì cái tin đầu tiên lê thái sẽ có cái tin gì vui không lê thái ờ, trước khi mà vào tin đầu tiên thì uh, em hỏi chị nhi huyền là chị nhi huyền ở việt nam hay là bên đây chị nhi huyền có thích ăn thịt ếch không con edge <laughs> Còn ếch có S mà, <laughs> mà có CH đồ rồi nói gì thế nào? Em có S mà có CH đâu Có S thường vì nói nó cho vui cho chồng quý vị nghe đầu chương trình thôi. Còn con S chỉ có hay ăn con S không? Có chứ, thịt S như lúc đi ra ngoài lắm, um, lắm nhà hàng nhà hàng hả ở đây nó bán đầy nè Quá ở trời. chợ ở chợ nào ta chợ sông hỷ cũng có bán Nhưng mà phải rồi về nấu em mấy ơi mấy chợ chợ mỹ thuận cũng bán chợ nhiều lắm mấy phải về em nấu Chị đi ra tôi... nhà hàng người ta nấu nấu không ở mình đó luôn. thì mình không... ờ, tại vì với điều kiện là chỉ biết làm còn không biết Đúng làm rồi. thì mình phải nhờ người ta nấu uh -huh. nhưng mà lẽ Thái thì cũng làm ít em cũng làm ít ít kỳ cựu lắm Cái em ít rất là ngon nhiều lắm ít xào lăng rồi, chiên, rồi bơ. Uh, chiên bơ chiên nước mắm nhiều món lắm thưa quý vị lẩu ếch cũng ngon lẩu chua ếch cũng ngon rồi hồi xưa ở Việt Nam thì có cái món là con bột tọt, con bột tọt thưa quý vị nó giống như con ếch nhưng mà nhỏ hơn người ta mình gọi là con nhái bén đó ừ. ở miền Tây thì những con nó nhỏ nhỏ thôi làm rất là cực bắt một nồi về là làm rất là cực ừ. nhưng mà khi mà quý vị xào chung với lại đầu hành cũng ngon mà đặc biệt ở miền Tây nó có món là chúng ta xào chung với lại cái đầu củ kiệu củ kiệu ừ. tươi nha củ kiệu tươi còn có khúc này nè chúng ta để nguyên rễ luôn chúng ta đập dập cái 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 cái, cái đầu của củ kiệu tươi đó yeah. chúng ta cắt ra chúng ta xào chung với lại những con nhái hay con ếch đó thưa quý vị thịt ngọt liệm luôn rất là ngon sáng sớm về đây thay nói tới đồ ăn rồi quý vị những ngày hôm nay gì hết chưa ăn gì hết. <cười> <cười> sorry chị duy huyền ngày nào cũng vậy cho cũng chọc chị duy huyền và quý vị hết nhưng mà thật sự lê thái lê thái là một người rất là có tâm hồn ăn uống à, đầu tiên ngày hôm nay thì nói đến con ếch thưa quý vị thì nhiều người người ta rất là thích ăn thịt ếch nhưng mà nếu như quý vị mà gặp chúng cái con ếch này thì Lê Thái Thiết nghĩ là quý vị không có nên ăn và cũng không bao giờ dám ăn và cũng nên né nó xa ra. Đây là một trong những cái con ếch độc nhất ở trên thế giới. Kích thước vô cùng nhỏ thưa quý vị, chỉ 2 inch thôi nhưng mà nó là một trong những cái loài mà độc nhất mà được coi như là tổ chức động vật thế giới hoang dã dạ động vật thế giới người ta nói rằng nó nó là một trong những cái con độc nhất trên thế giới và cái nọc độc, độc của nó khủng khiếp thưa quý vị Ếch độc vàng còn được gọi là được coi là một trong những cái loài độc nhất ở trên thế giới vì một cái mẫu vật chỉ có kích thước là 2 inch thôi thưa quý vị. Nó cũng đủ nọc độc, độc để giết chết một người đàn ông trưởng thành to lớn. Và những người Em bản địa của Colombia đã sử dụng nọc độc, độc cực mạnh của cái con ếch này trong nhiều năm để mà người ta dùng để mà đầu mũi súng ngắn của họ khi người ta đi săn bắn hay là bắt những cái con này con kia. Và đây là tên của loài động vật này gọi ta gọi là ếch độc vàng thưa quý vị. Và nó phân bố chủ yếu là nó là một loài lưỡng cư và có màu sắc rực rỡ là một cái màu vàng là một trong những cái loài mà nằm trong số hơn 100 loài ếch phi tiêu độc có chiều dài trung bình hơn 1 inch và sống trong một cái khoảnh rừng mưa nhỏ ở bờ, bờ biển Thái Bình Dương của Colombia thôi và phân bố độc riêng chỉ có ở vùng biển này thôi và mặc dù là cái quần thể này nó trọng trong phạm vi rất là nhỏ thưa quý vị nhưng à, cái cái sự sinh trưởng của tụi nó rất là giàu dồi dào và tàn phá trên diện rộng của rừng mưa cũng đã đưa cái loài này nó vào danh sách là những cái con mà bị nguy cấp nhất ở trên thế giới và trên màn ảnh thì cô chú quý vị thấy cái màu của nó vô cùng đẹp ha và ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị là cái thông tin sơ lược về cái con này cái màu của nó thì là có thể là màu vàng màu cam hoặc màu xanh lá cây nhạt thôi quý vị tùy vào cái phạm vi cụ thể mà chúng được sinh ra và tùy theo cái môi trường của nó và được cố uh, cố tình nó phô trương để mà nó xua đuổi những cái kẻ săn mồi tiềm năng hay là đây là một cái chiến thuật gọi là giống như là nó ngụy trang á, để mà nó tạo màu abosematic để mà nó ngụy trang lại nó nó né kẻ thù và chế độ ăn của những con con này là bao gồm là dế ruồi kiến mối và những con bọ cống uh, bọ cánh cứng và đặc biệt ngày hôm nay thì lê thái đưa đến quý vị thông tin về các độc tính của nó À, các nhà khoa học người ta nói rằng là không chắc chắn về cái nguồn gốc của độc tính đáng kinh ngạc của cái loài ếch này thưa quý vị nhưng có thể là chúng đồng hóa chất độc từ thực vật do con mồi nó mang theo ở trên người và ếch phi tiêu độc được nuôi trong cái điều trị kiện mà nuôi nốt à, nuôi nhốt và chúng ta cách ly với côn trùng trong môi trường sống bản địa của chúng á, thì nó lại không phát phát triển cái độc độc ra và giới nghiên cứu người ta nói rằng là à, họ đang khám phá những cái công dụng chữa bệnh có thể đối với cái độc tố của cái loài ếch độc vàng này và họ đã phát triển một cái phiên bản tổng hợp của một trong những cái hợp chất của chất độc được hứa hẹn là một loại thuốc giảm đau mạnh dành cho trong cái ngành y tế mà chúng ta sẽ được sử dụng trong tương lai nếu như người ta phát triển được cái độc độc này và riêng cái loại ếch này như những nhà khoa học người ta nói rằng là nó sống ở trong vùng gần những cái khu vực bờ biển ở Thái Bình Dương ở trong cái một cái đảo ở Colombia thôi quý vị và cái màu sặc sỡ rất là sặc sỡ màu tuy nhỏ chỉ có hai inch thôi mà ừ. là một trong những con rất là độc mà nói cái con này mình để mà nhai chắc không dám ăn luôn cái thịt nhìn là không thấy ăn rồi thường thường mình những gì mà có màu như vậy có độc lắm đúng rồi dạ. con màu là, nó có màu sắc là càng độc rắn cũng vậy nữa yes. rắn uh -huh. mà càng nhiều màu sắc càng có nhiều khoang thì càng độc thôi quý vị nhưng mà đối nói vậy thôi có nhiều con rắn giống như rắn gọi là con rắn, uh, rắn miêu con con rắn vua sữa đó con rắn nó con rắn sữa cũng vậy thì nó rất là đẹp nhiều khoang lắm nhưng mà nó là con rắn không đồng À. có thể người ta nuôi kiện ở ở trong mấy cái Best mark Best pep smart hay là mấy cái chỗ mà bán đồ bedco thưa quý vị uh -huh. thì cũng có bán những con rắn nó dễ thương lắm những cái con ếch cái mẫu đẹp thiệt cái màu vàng nó tươi rói à nhưng mà đừng nha vô nha đừng làm ếch sầu lăng vô, <laughs> vô, ăn vô cái ếch vừa ăn cái món ếch sầu lăng này cái mình lăn luôn <cười> <cười> đúng rồi thưa quý vị và cảm ơn lê thái bạn tin kế tiếp đó là một trong những con vật ngày hôm nay như nói tới thì quý vị nào cũng biết hết đó là con vẹt thưa quý vị thì con việc là thường thường là ở trong nhà người ta nuôi nhưng mà cái công việc này không biết ở đâu á, quý vị có nghe một cái câu chuyện này rất là vui thì một nhà báo là Nicolas Crom đã có mặt tại Chile để đưa tin một vụ cướp ở ngày hôm đó thì ngay ngày hôm đó anh ta cũng bị cướp luôn bởi cái con gì thưa quý vị bởi cái công việc này đây thì công việc này nó cướp cái gì của anh ta như không có mở cái video này được thì cái video này rất là nổi tiếng và khi mà được post lên ở trên twitter ở trên facebook và trên cái website của nước này á, thì rất là ba hàng triệu người đến tới để mà click vô để mà xem thì cái công việc này không biết ở đâu out of nowhere nó chạy tới và nó cướp cái headphone ở trên tay của nhà báo này thưa quý vị nó giật lắm mà anh ta cái hình này này thưa quý vị đó anh ta nhìn vô và nó kiếm cái headphone ở trên tay của anh nhà báo này và cuối cùng thì anh ta cũng trình bày được mọi thứ ở tất cả những cái bản tin đó một cách suôn à, sẻ trong cái khoảnh khắc mà cái vụ cướp ở tại Chile và cái con vẹt này là hạ cánh nhẹ nhàng trên đó và nó cướp đi và anh ta đã à, nắm nó nắm lấy cái 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 headphone này của anh ta và nó bỏ chạy và tội ác của con chiêu này người ta những cái nhà báo họ thông báo đó, đó là tội ác của con chim này nó cướp một cách trơ trẽn thưa quý vị tức là nó cướp không có cần xài ngay trước ống kính ngay trước camera ngay trước bao hàng bàn quan thiên hạ tất cả mọi người đang xem luôn nhưng à, may mắn cuối cùng sau đó thì cái người nhà báo này họ vẫn lấy được lại cái headphone của mình nó lấy xong rồi nó thả xuống dưới đất đó thưa quý vị và sự giúp đỡ của camera và tất cả mọi người xung quanh thì chạy theo anh ta lấy được cái headphone và cũng tường thuật lại được cái vụ cướp của ngày hôm đó và chính anh ta cũng bị cướp trực tiếp ngay trên màn hình luôn thưa quý vị à, nó đến cái loài vẹt hay là két á, là một trong những cái con động vật rất là thông minh <laughs> à, lê thái lê thái đã từng nuôi rất là nhiều loại két trong đó thì em có nuôi cái loại gọi là cockatoo không biết là chỉ biết con cockatoo còn nó là có một cái màu màu vàng thưa quý vị ở trên đầu nó là thuộc giống của úc ở bên Hoa Kỳ của chúng ta thì có những cái loài vẹt giống như là Macau, uh -huh. uh, Macau Scarlet hay là Gold and Blue uh, những cái loại vẹt đó rất là lớn là gọi là vẹt Nam Mỹ thưa quý vị nó có màu xanh dương giống như màu áo của Lê Thái với lại màu vàng yeah. rồi màu đỏ nó pha rất là nhiều màu sắc rồi là loại mà nói nói chuyện mà giỏi nhất thế giới đó là con vẹt uh, gọi là uh, vẹt đuôi đỏ Châu Phi nó còn là con Grey thưa quý vị nó màu xám màu không được đẹp lắm nhưng mà nói uh -huh. chuyện cực kỳ hay hoặc là những cái con giống như là uh, umbrella cũng là những cái con vẹt nói chuyện rất là hay yeah. rồi uh, đặc biệt là có con amazon cái con đó là phân bố đặc 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 biệt ở cái vùng đất amazon thưa quý vị đó là một trong những cái con vẹt cũng nói chuyện rõ và có thể được hát luôn opera giống như là những cái nghệ sĩ <laughs> opera chị có đừng từng xem những cái video yeah, đó dạ, những cái đó thì mình nghe những cái công việc đó nhưng mà cái công việc mà nó đi cướp của người khác đó, thì cũng đây, đây là nhiều <laughs> <laughs> lắm nó thấy cái gì đeo trên người là nó tò mò thưa quý vị tại vì cái headphone nó rất là dễ đậu lên cái vai cái là cướp đi là chạy đi nghe liền cái là... tay này là <laughs> mắt nó buồn một trăm một, một trăm mấy chục đồng bộ có cái hai cho mấy luôn đó nó mất cái là khỏi xài luôn xài được yes. có một bên nó không có nào gắn vào được chứ <laughs> đúng rồi đặt đặc biệt của apple vậy đó, thưa quý vị yeah. à và cứ thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần một cà phê sáng của tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay một lần nữa thì như vậy thái xin quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng Dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 PrincessLife.com Cảm ơn quý vị vừa giới làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày hôm nay. À, kính thưa quý vị, à, nói đến mà cái cơ thể người phụ nữ đó thì... À, Thường đế ban cho người phụ nữ có một cái cơ thể người ta gọi là đồng hồ cát á nếu như mà chúng ta không bị mập nha con không bị tăng cân á thì cơ thể nhưng mà người phụ nữ tối như cho dù cái vòng 1 có có bị nhỏ cách mấy thì nó vẫn là cái tướng đồng hồ cát có nghĩa là à, vòng 1 đẹp vòng eo thì nhỏ và vòng hông thì cũng to ra nó giống như một cái chiếc đồng hồ cát vậy à, đồng hồ cát thì sau này người ta quan niệm người phụ nữ có cái tướng đồng hồ cát có nghĩa là cái vòng một phải thật là bự cái eo thật là nhỏ và cái mông thật là bự và bên <laughs> Hoa Kỳ thì chủ yếu là như quý vị cũng đã biết thì uh, nói Kardashian về cái giới đúng rồi yeah. nói về cái những cái mà gọi là cái sở thích về chân uh, chăn gối và có những những cặp mắt về mà người ta về cái tính dục của thưa quý vị thì đa số là người ta thích cái cái mông nó bự nhiều hơn yes. đúng không đa số <laughs> người mỹ dân mỹ chúng ta yeah. ngày hôm nay thì lê thái không nói về vấn đề đó mà lê thái hỏi chị như huyền một câu là uh, đối với chị như huyền thì cái môi như thế nào là đẹp Nhỏ. cái môi nhỏ đẹp không dạ yeah, trái tim chị thấy môi dày đẹp không môi dày giày... quy như tùy, quý vị thấy môi dày đẹp. đẹp không ờ, như môi của Angelina Jolie thì rất là đẹp yes, rất uh -huh, là sexy và là một đẹp. số cái môi của một cái số người mẫu nội y của thiên thần Victoria Secret người ta cũng chọn những cái đôi môi rất là tự nhiên mà vô cùng yeah. sexy có nghĩa là vừa trình diễn vừa cười một cái cong cái môi chút xíu thôi là người ta muốn cắn liền à chết liền là chết liền rất ở dưới đàn ông ừ. chết rạp, với chân nữ đó đàn ông đàn bà nhìn cũng không chết nữa uh -huh. thành ra là môi là một trong những cái gọi là cái vũ khí lợi hại của người phụ nữ nếu như mà người ta có một sở hữu một cái đôi môi quyến rũ nhưng có một cái người thưa quý vị cô ta là cũng muốn làm những cái đôi môi quyến rũ nhưng mà ngày hôm nay thì lại thái đưa đến một cái cô gái 32 lần cô bơm môi và trên mạng thì quý vị thấy cái môi cô hiện tại sau 32 lần bơm có một cái cầm dài và nhỏ nhất ở trên thế giới cô tên là Andrea Ivanova đến từ Bulgaria thưa quý vị và hiện là cô đặt mục tiêu là có được một chiếc cầm dài và nhỏ nhất trên thế giới và đã chi hơn 9.000 Mỹ Kim cho 32 lần tiêm filler vào môi và Andrea Ivanova 25 tuổi, được mệnh danh là người có đôi môi lớn nhất ở trên thế giới và đã chi tổng cộng là 8.000 bản Anh hơn 9.100 Mỹ Kim cho 32 lần, 2 lần, 32 lần bơm môi vì muốn mình trông giống như là một cái con búp bê Brad thưa quý vị. Và tháng trước thì cô gái tới từ Bulgaria này nói là cô đón sinh nhật bằng cách là cô sẽ tiêm một cái chất filler làm đầy để tạo cho cái đôi môi của mình trở nên là bự hơn, đẹp hơn và gọt cầm cho gọn hơn. Và lần thẩm mỹ mới nhất này của cô đã khiến cho cô mang về một cái kỷ lục ghi mới, Guinness thế giới mới thưa quý vị. Đó là người có cái cái môi bự nhất trên thế giới và mục tiêu của cô là cứ hai tuần một lần là cô lại tiêm cái chất gọi là axit hyaluronic vào cằm. và ngoài ra thì cô cũng sẽ duy trì cái lịch bơm môi của mình đều đặn hàng tháng À, Andrea bắt đầu hành trình thay đổi cơ thể từ năm 2018 Và bác sĩ của cô này thưa quý vị Người ta nói rằng là cảnh báo cô là nên chú ý tới bất kỳ cái cơn đau nào trong miệng Vì các cái thủ thuật của cô trong tương lai có thể gây đến vấn đề là uh, nguy hiểm đến tính mạng hoặc có thể gây tử vong cho cô nhưng mà bất chấp các rủi ro cô này vẫn hoặc là những cái biến chứng mà trong tương lai với cái đối đôi đối môi khổng lồ thì cô vẫn tiếp tục cô uh, gọi là bơm môi sau 32 lần và cô có nói là cô vẫn sẽ tiếp tục bơm môi và không thể nào mà cô dừng lại được và tiếp tục là bơm cái gọt cầm và à, tạo cho cái vòng một của cô ngày càng bự hơn và quý vị thấy có dầu nhưng vòng một của cô cũng khủng khiếp đây là một cái cô gái mà cái lượt có truy cập ở trên mạng xã hội Instagram rất là đông mấy trăm ngàn lượt truy cập luôn nhưng mà theo em thích nghĩ thì đối với một cái cô gái mà như quý vị cũng thấy hình ảnh của cô ủa hồi nãy lê thái có đưa cái hình ảnh của cô trước đây before và after before đẹp before quá đẹp hơn nhiều quá đẹp before luôn quá đẹp, đẹp luôn thưa quý vị bây giờ nhìn cái đôi môi này ai dám hôn <laughs> thật sợ sự luôn những nhìn cái đôi môi nó, nó sưng cũng... giống như là nó bị sưng lên ba mươi hai lần đó. tim hỏi chị mà không bự vậy sao được wow. đúng không okay. ờ, đây đôi môi này đối với chị như Huyền là chắc không đẹp rồi chị thích môi nhỏ đúng không ờ, chị thích em môi vẫn nhỏ thích thôi. những người môi dày nhưng mà dày như cô này quá cái này gọi là dày cỡ luôn gọi là ô oh dề yeah, luôn dày quá dày luôn và cô đôi rất là nhiều người chỉ trích thưa quý vị nhưng mà bên, bên cạnh đó cũng nhiều người người ta khen thành ra có nhiều người khích lệ khen thành ra cô được trước cô làm tới em nghĩ chắc cỡ mấy lần hoặc bốn chục lần đúng không? làm dụng quá phải không làm dụng nữa còn sửa nữa <cười> <cười> có tiền là còn càng sửa nữa. wow cảm ơn lê tái một cái bản tin rất là thú vị ngày hôm nay thưa quý vị bản tin thứ hai đó là một trong những cái bản tin như đưa cho quý vị ngày hôm nay khí hậu của chúng ta càng lúc càng nóng lên và thưa quý vị chính vậy những cái nhà khoa học họ phải tính trước họ nghiên cứu rất là nhiều mà khí hậu càng lúc càng ấm lên thì những cái tảng băng ở Nam Cực thì nó sẽ chảy rất là mau và theo nghiên cứu gần đây thì họ đã phát hiện ra có hai cái ở dưới những cái tảng băng ở phía nam cực thì có hai cái dòng sông rất là to nó sâu khoảng 460 km có nghĩa là 286 dặm dạ. ở bên dưới những cái lớp băng này nó khoảng cách dài hơn sông Thames chảy qua từ London cho tới uh, những cái khu vực châu Âu ở xung quanh đó và các chuyên gia cho biết cái tuyến đường thủy được phát hiện và cái những cái nhánh của đó có khả năng ảnh hưởng đến những cái tảng băng này và các nhà nghiên cứu đã phát hiện sử dụng các kết hợp cuộc khảo sát radar để mà nhìn xuyên qua những cái tảng băng cộng với những cái mô hình của dòng nước của dòng sông này. Khu vực lớn đang được kiểm tra bao gồm cả hai tảng băng ở phía đông và phía tây nam cực và chảy ra biển Watrel. Các nhà khoa học từ lâu đã biết rằng nước chảy dưới các tảng băng, họ đã đo lường và và họ đã tìm cách để mà đo lường hai cái cách nhiệt đó là địa nhiệt và ma sát làm sao mà nó tan chảy những cái tảng băng này ở dưới cái lòng sâu của trái đất và ở phía bên bắc cực gọi là gần ở Greenland nó có rất là nhiều sự thay đổi về về mùa nên những cái tảng băng gần đây nó chảy ra rất là nhiều và theo nghiên cứu Thái nghiên cứu gần đây cho thấy ở nam cực nó cái sự tan chảy xảy ra ở cái tảng băng này là nó ảnh hưởng tới hai cái con sông hình thành ở dưới cái tảng băng này thưa quý vị Mặc dù hiện tại ở phía bắc cực và nam cực những cái tảng băng này nó chảy ra rất là nhiều, nhưng mà ở dưới cái tảng băng đó người ta nói rằng rất có rất là nhiều cái sự phức tạp của những cái dòng sông này tạo nên và theo khám phá cho biết rằng là cái quá trình hình thành cơ bản có nghĩa là cái mô hình của những cái dòng sông này là do ảnh hưởng của môi trường và cái nhiệt độ khi mà nó giao với là biển thì cái nhiệt độ nó ấm lên thì nó làm cho những cái tảng băng này bị chảy ra và họ đang nghiên cứu cái hệ thống dòng sông cái mạng lưới của dòng sông này ở dưới tảng băng thì họ để họ biết được cái quá trình thay đổi của những tảng băng và cái hiện tượng mà khi những cái tảng băng những cái nước này nó chảy ra như thế nào ở trong tương lai và bao lâu nó sẽ tan thì họ sẽ ngăn chặn được những cái thiệt hại mà khi những cái tảng băng này nó bị tan chảy hoàn toàn ra dòng sông và ra biển dạ vâng cảm ơn chị như huyền ờ à, kính thưa quý vị chảo không dính là một trong những cái um, gọi là vật dụng nhà bếp mà nó vô cùng quan trọng đối với những người người ta làm bếp đúng không à, khi mà nó ra đời thì nó giải quyết được rất nhiều vấn đề khi mà người ta chiên cá chiên thịt mà bị dính ờ à, làm chúng ta làm trứng này nọ đó thì cái chảo không dính nó rất là gọn khi mà chúng ta vừa chiên xong lấy cái sạn lấy cái sạn múc ra một cái lên. ra lại có ăn liền nhưng mà quý vị có biết không ngày hôm nay thì lê thái đưa đến một cái nghiên cứu mới từ các nhà nghiên cứu tại trường đại học Newcastle và đại học Finder ở Úc cũng như là Hoa Kỳ của chúng ta. Người ta nói rằng là chỉ một cái vứt chày nhỏ ở trên chảo không dính mà thôi thì nó đã thải ra hàng ngàn vi nhựa thưa quý vị. Đây là một cái kết quả cho thấy có tới là 9.100 cái hạt vi nhựa nó sẽ ngấm vào trong thực phẩm của chúng ta nếu như chúng ta chế biến những cái chảo mà nó chỉ có một cái vết xước nhỏ ở trên chảo thôi và nồi hoặc là những cái vật dụng nào mà nó có phủ một cái lớp chống dính. Và đối với những cái chiếc chảo xước nhiều này thì mỗi 30 giây chúng ta nấu ở trên bếp nóng thưa quý vị thì nó có thể giải phóng khoảng là 2.3 triệu hạt vi nhựa và tác động mức độ nguy hiểm của sự giải phóng vi nhựa trong quá trình nấu nướng vẫn đang được các nhà khoa học người ta nghiên cứu. Và các nhà học các nhà khoa học người ta khuyến cáo rằng là chị em nội trợ hay những người làm bếp đó thì chúng ta nên thay nồi thay chảo mới một thời gian nhất định sau khi mà chúng ta xài không chỉ là nồi hoặc là chảo mà tất cả các dụng dụng cụ nhà bếp nào á mà nó có cái lớp chống dính gọi là cái lớp mà Teflon đều nên được thay thường xuyên bởi vì ngay cả khi mà cái lớp phủ mà không bị trầy xước thưa quý vị thì nó cũng có thể là thải ra hàng triệu vi nhựa nếu mà như chúng ta đun nóng nó lên và điều đáng lưu tâm là cái lớp chống dính là Teflon này thưa quý vị nó nằm trong nhóm là hóa chất vĩnh viễn và rất độc hại với môi trường và sức khỏe con người và khả năng tích tụ của nó trong một cái thời gian dài ở trong cơ thể người là trong đất trong nước không 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 khí trong không khí và không thể bị phân hủy và một số nghiên cứu trước đây người ta chứng minh rằng là nếu nhiễm quá nhiều hóa chất này thì một người khỏe mạnh có thể giảm khả năng sinh sản tăng lượng cholesterol gia tăng nguy cơ béo phì hoặc tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thận hoặc là tinh hoàng và trẻ em cũng có thể bị dày thì sớm hoặc là chậm phát triển thưa quý vị đây là những cái thông tin rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay mà yeah. em nghĩ rằng là quý vị nào chúng ta đang xài chảo không dính đó mà có chày hay chày nhiều trẻ ít dụng vậy chúng ta cũng nên thay hoặc là không chày cũng nên thay ừ. dạ vâng à, cảm ơn quý vị và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 cà phê sáng của tuần nhiên và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 189908319 princesslife com cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với như hiền và lê thái thưa quý vị chuối là cái món ăn rất là phổ biến cho tất cả mọi người và nó ăn cũng rất là tốt một phần nó ngon nó ngọt nữa mình cũng có một số người họ không thích ăn chuối và dị ứng với chuối luôn thưa quý vị nhưng mà hôm nay như đưa đến cho quý vị một bản tin đó là chuối nó có chất uh, gọi là phóng xạ radiation cái lý do tại sao thưa quý vị để như giải thích ngày hôm nay cho quý vị và khi nghĩ nói tới mà radiation là cái chất phóng xạ thì mình gây lên cái nỗi sợ hãi oh my god radiation cái chất độc của nó nhiều có phải không, thưa quý vị nhưng theo cơ bản tất cả những vật xung quanh chúng ta mình đi ra ngoài mặt trời trong thức ăn của chúng ta lò vi sóng microwave everything ở trong nhà nên của mình nó đều có cái chất phóng xạ đó là radiation thưa quý vị radiation có thể dịch ra là phóng xạ hoặc là bức xạ nó đều có cái, cái, cái radiation có cái chất phóng xạ nhẹ thưa quý vị đều xung quanh chúng ta hết thì chất phóng xạ là gì là cái năng lượng truyền từ điểm này sang điểm khác dưới dạng sóng hoặc là hạt và khi chúng ta tiếp xúc với những cái phóng xạ những cái bức xạ đó theo cái nguồn tự nhiên nhân tạo khác nhau tự nhiên hoặc là nhân tạo tự nhiên là mình theo cái ánh sáng mặt trời nhân tạo là từ cái những cái lò vi sóng hay là điện bức xạ vũ trụ từ mặt trời và ngoài vũ trụ từ đá, từ đất cũng như phóng xạ trong không khí và khi chúng ta hít thở trong nước uống của chúng ta cũng có có những cái chất những cái bức xạ tự nhiên đó. Chuối là một ví dụ phổ biến về nguồn bức xạ tự nhiên. Chúng ta chứa cái hàm lượng kali rất là cao là một lượng không nhỏ có cái chất phóng xạ ở trong đó thưa quý vị. Nhưng nói vậy chứ chúng ta đừng có bỏ ăn chuối tại vì cái cái chất phóng xạ của nó nó rất là nhỏ thôi, nó không có ảnh hưởng gì tới nhiều hết. Và cũng có người nói rằng các nguồn cái chất phóng xạ radiation uh, của nhân tạo nó độc hơn là tự nhiên. Cái điều đó là hoàn toàn sai theo những nhà khoa học họ nói rằng cái không có cái tính vật lý nào cho là cái chất uh, phóng xạ hoặc là bức xạ nhân tạo hoặc tự nhiên nó khác biệt với nhau cả. Tùy theo cái mức độ, cái liều lượng mà mình sử dụng nó nhiều hay là ít thôi. Ví dụ thưa quý vị, thấy, quý vị thấy là đi bị cancer khi người ta đưa vô cái radiation, cái chất phóng xạ đó vô thì người ta đưa đúng cái liều lượng nó có thể chữa được cho quý vị hoặc trong chuối nó có những cái chất phóng xạ tự nhiên như vậy nhưng rất là ít thì tùy theo cái liều lượng mà nó đi vô trong cái cơ thể của mình mà đọc hay thôi chứ tự nhiên hay là không tự nhiên nhân tạo nó đều giống nhau hết thưa quý vị dạ vâng uh, nói đến như vậy thì uh, nhưng mà chuối nó vẫn là một trong những cái loại quả loại trái cây À, nó đi sâu vào đời sống của con người không phải là đi ở hoa kỳ hầu như tất cả các nơi trên toàn thế giới mà chuối ăn rất là bổ rất là tốt à, một cái thông tin này ngày hôm nay thì lê thái thấy thấy rất là lạ tại vì em không ngờ là nó cũng có chất phóng xạ trong đó nhưng mà chỉ là một cái thành phần rất là nhỏ thôi quý vị yes. cũng không ảnh hưởng gì cả và đến ngày hôm nay thì nhà khoa học người ta vẫn nói là chuyên gia sức khỏe người ta vẫn nói là chuối là một trong những cái trái cây rất là ăn tốt mình. cho sức khỏe ăn ừ. được đúng không ừ. đừng bỏ chuối chuối rất là ngon đúng không quá ngon đẹp da mặt nữa chị ngày ăn mấy cái chuối như thì không thích ăn chuối lắm thưa quý vị tại vì nó ngọt quá vậy hả? ăn nhiều nó có đường quá vậy hả? nó cũng vô nó thành cái lượng đường tại như như thích ăn chua quý vị và cái gì mà ngọt quá thì không thích vậy là ăn chanh đúng không? Dạ yeah, chanh chị ngày mấy đó. trái <laughs> từ chuối người ta hỏi ngày ăn mấy trái thì chị Trời nói ơi. chị không thích ăn ngọt Chị N thích ăn chua hỏi chanh nói là chanh, chua như người ăn chua ăn hai trái chanh mà thèm chua là ăn coi như không ừ, À ý đúng là, đúng là đúng. em em dẫn em tới cái gì rồi phải không? Em chồng chị Kính <laughs> à, thưa quý vị à, khi mà chúng ta cận kệ những cái chết á thì thật sự là không biết là quý vị nào trong đây đã từng trải qua cái cảm giác đó chưa lê thái thì chưa bao giờ tại vì mình, sức khỏe của mình thì cũng đang khỏe yeah. mà một số người người ta đã trải qua những cái cơn gọi là thập tử nhất sinh thưa quý vị gọi là chết thuộc hoặc là xém chết thưa quý vị thì các nhà khoa học người ta nói rằng là một trong những cái nghiên cứu mới gần đây người ta cho biết rằng là một cái người mà người ta sống sót có thưa quý vị sau một cái trải nghiệm cận tử hay là gọi là bị chết thuộc á thì sẽ có các hoạt động não mạnh hơn và cảm thấy thông minh và sáng suốt hơn nếu như người ta còn vẫn tiếp tục được cứu sống và sống thời gian sau đó. Và tại Hội nghị khoa học năm 2022 của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tổ chức tại Chicago hôm ngày 6 tháng 11 vừa qua, đó thì một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học New York đã trình bày một cái kết quả của một nghiên cứu chưa từng được công bố và thực hiện trước đó. Mà nhóm nhà khoa học này người ta nói rằng là, là một cái nghiên cứu kéo dài 3 năm qua từ năm 2017 cho đến năm 2020 dựa trên 567 bệnh nhân ở Hoa Kỳ và nước Anh. Những bệnh nhân này nhập viện vì cái nhiều nguyên nhân sau đó thì được hồi sức khi mà tim bị ngừng đập thưa quý vị. Và chỉ chưa đến là 10% số bệnh nhân ấy còn sống sót cho đến ngày hôm nay. Và những điều đặc biệt là 1 phần 5 trong số này người ta cho biết rằng là khi người ta hồi phục và trở nên sáng suốt hơn, thậm chí là trở nên minh mẫn hơn sau khi người ta thoát được cái cửa tử. Nghiên cứu này người ta cũng cho thấy rằng là những cái trải nghiệm này không phải là chỉ là ảo giác, tại 25% à, 25 cơ sở y tế trên cả Hoa Kỳ và nước Anh và mỗi khi mà nhân viên y tế người ta thông báo về một cái người bị ngừng tim hoặc là các nhà khoa học người ta liền đến liền và ghi lại các hoạt động não của bệnh nhân đó trong lúc mà người ta bị ngừng tim đó. Và kết quả cho thấy rằng là hoạt động sóng gamma trong não những bệnh nhân này tăng lên đột biến. Và riêng cái sóng gamma này thưa quý vị nó hoạt động khi một người người ta lấy lại được ký ức và xử lý thông minh à, thông tin cảm xúc sau một cái trải nghiệm nào đó mà khiến cho họ tạm thời bị mất ý thức đi trong thời gian đó và nhiều bệnh nhân người ta sống sót kể lại rằng là trong khi mà quá trình hồi sức cấp cứu ấy, đang diễn ra thì các bác sĩ người ta đang làm mọi cách để cứu sống họ như là hô hấp nhân tạo hoặc là khử rung tim hoặc là bên ngoài tự động ấy, thì họ cảm giác như là cái tri giác họ bị tách rời và bệnh nhân người ta nhắm mắt nằm trên giường bệnh người ta có nhận thức trực quan là uh, đội ngũ y tế cũng đang cấp cứu cho mình luôn tức là một phần nào đó thì trong họ vẫn có những cái ý thức về mặt à, vật lý là người ta vẫn nhìn thấy được cái khung cảnh ở trong buồng bệnh đó chung quanh đó và bác sĩ đang cứu mình và thậm chí là theo tiến sĩ Birhana à, từ trường đại học ở New York à, Hoa Kỳ thì những người này người ta cũng nhận thấy rằng họ đã chết trong khi các bác sĩ vẫn đang vây quanh và thực hiện hồi sức cấp cứu và bệnh nhân người ta có thể như là đi đến một cái điểm nào đó Khiến họ cảm thấy như là đang ở nhà Hoặc về một cái nơi nào đó rất là thân thuộc Về làng quê, về những cái nơi họ đã từng sinh sống Là ừ. có ký ức người ta tự nhiên trở về như vậy Và một số bệnh nhân được hồi sức Nhưng vẫn hôn mê thì không tỉnh lại Cho đến vài ngày hoặc vài tuần sau đó đó Thì người ta nói là cái khung cảnh Có thể tạo nên nhiều cái trải nghiệm thú vị Đối với những cái bệnh nhân Mà người ta bị chết lâm sàng khoảng mấy ngày như vậy Và tự nhiên tỉnh lại Đây là wow. những cái ký ức mà bác, các bác sĩ nhà học Người ta nói rằng là, Uh, nó giống như là một cái chiếc máy tính đang được khôi phục cái dữ liệu và được reset lại, reset lại hoàn toàn, được refresh lại hết tất cả. Ừ. thành ra những người này khi người ta đã thoát được cái cửa tử rồi, người ta cảm giác là cái cơ thể người ta Ờ, đầu óc người ta thông minh hơn sáng suốt hơn giống như là người ta được thông yeah. hoàn toàn thông não hoàn toàn wow. và có thể nhớ lại được rất là nhiều chuyện từ quá khứ có những chuyện mà từ hồi người ta còn bé từ năm học lớp 1, lớp 2 cho đến năm mà bây giờ người ta là bảy mấy tám mấy tuổi người ta vẫn nhớ lại được những câu câu chuyện mà thật sự là đối với những người trẻ tuổi như mình mình cũng hoàn toàn mình quên đi hết 90% nhớ quên những chuyện rất là nhỏ chứ. thôi đúng rồi wow cảm ơn lê thái thưa quý vị bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin ngày hôm nay như muốn đưa quý vị đó là ngủ trẻ Quý vị thấy là khi mình còn nhỏ mà đi ngủ sớm mà tới cái tuổi mà tuổi thiên tuổi thanh thiếu niên á, thích đi ngủ trẻ lắm thưa quý vị cái sự thay đổi như quý vị để ý thấy con con cái hoặc như có cháu ở trong nhà cũng vậy bình thường thì đi học nhưng mà tới cuối kèn là ngủ rất là trẻ thưa quý vị vào 11 giờ đêm vẫn còn thức đèn ngồi ở trong đó nhưng mà theo những nhà khoa học họ nghiên cứu thì cái việc ngủ trẻ người ta gọi ngủ trẻ gọi là cú đêm ở trên đó hoặc là early bird ở trong tiếng anh gọi là vào những cái con chim sáng dậy sớm thì nó ảnh hưởng tới cái hành vi và nó ảnh hưởng rất nhiều trong cái sự phát triển bộ não của những đứa trẻ. Thì theo những nhà nghiên cứu họ cho biết họ cho một thanh thiếu niên chuyển họ cho một thanh thử nghiệm một thanh thiếu niên à, ngủ đêm rất là khuya từ khoảng 12 tới 13 tuổi thì có nhiều khả năng gặp cái vấn đề hành vi là có sự gây hấn nhiều hơn, phá vỡ những quy tắc chống đối nhiều hơn, những cái hành vi chống đối xã hội nhiều hơn so với những đứa trẻ mà dạy sớm thưa quý vị. Nhưng nói về cảm xúc chẳng hạn họ lo lắng hoặc tâm trạng thấp thỏm thì không bị ảnh hưởng nếu trong cái vấn đề ngủ riêng thì họ nói rằng cái ngủ sớm hoặc là ngủ khuy nó không ảnh hưởng rất là nhiều nhưng mà trong đó nó có ảnh hưởng tới sự phát triển những cái chức chắn ở trong não của những thanh thiếu niên đó thì những con cú cú đêm tức là những người ngủ khuy đó cho biết rằng là họ có cái sự những cái hành vi thay đổi rất là nhiều trong cái lứa tuổi trong cái tuổi tin như vậy thì để phát triển cái bộ cái chất chắn trong bộ não và làm cho bộ não phát triển hoàn hảo và tốt hơn thì nó hỗ trợ được uh, cái phát triển của nhận thức cảm xúc và hành vi của những đứa trẻ nhưng cái điều quan trọng là những cái nhà khoa học họ nói rằng ngày hôm nay đó là mình nên nhắc nhở những trẻ em ngủ sớm vẫn tốt hơn rất là nhiều Khi ngủ sớm thì bộ não nó phát triển tốt hơn Và buổi sáng thì dậy sớm đi ra ngoài hoạt động hoặc là ăn sáng, hoặc là đi học, hoặc là làm những gì đó và đi học nó cũng đúng giờ nữa thưa quý vị. thì cái bộ não của trẻ em nó phát triển rõ ràng hơn, kể cả mình cũng vậy. và thưa quý vị càng thức khuya thì mình càng mệt mỏi, sáng thì dậy trễ cái ngày nó ngắn lại mình không làm được nhiều việc. thì đó là những cái lời khuyên của những nhà khoa học. thức trẻ mà dậy sớm thiếu ngủ người ta gọi là ngu người. dạ. Yeah. ngu người <laughs> em bị rồi thành ra là thấy mình là là, là, là mệt lắm nên ngủ sớm thôi. Yeah. Không có những tuổi trẻ mà tuổi già nữa thưa quý vị. Tuổi <laughs> già là càng ngủ sớm và ngủ sớm. sớm à, và thưa quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần 3 cà phê sáng của Tuần Nhi và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ vững hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 princesslife com Cảm ơn quý vị vừa giữa làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần ngày hôm nay, ngày Chủ nhật cùng với Như và Lê Thái và phần này là phần cuối. Kính à, thưa quý vị, hiện nay thì một số uh, cơ sở tôn giáo, uh, Lê Thái không nói đánh đồng tất cả nhưng mà đây là chỉ là một cái số thành phần rất là nhỏ thôi. và Đôi lúc cũng có là cũng nhiều nhiều không cũng không nhỏ lắm. Uh -huh. uh, nhiều người người ta dùng cái cơ sở tôn giáo bất kỳ đạo nào cũng vậy, uh, dùng để mà là kinh doanh kinh doanh hoặc là để trục lợi thì đó là những cái cá nhân con người người ta mượn cái danh nghĩa của tôn giáo để người ta trục lợi và làm những cái điều nó vi phạm. Cái đó chúng ta không né khỏi hoặc là những người người ta đến những cái ngôi chùa đó, những cái nhà thờ đó, những cái ngôi đền đó để người ta thờ cúng và cúng tiền, cúng tiền, cúng bạc, cúng những cái hoa quả, cúng những cái gì người ta tìm được, người ta có được trong cái cái tiền lương người ta hàng tháng hoặc là trong cái thành quả người ta có người ta muốn dâng lên cho một cái 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 đấng nào đó mà người ta muốn tuôn thờ. Thành ra những cái người mà người ta mở những cơ sở tôn giáo đó với cái ý đồ để trục lợi thì đó là một cái hành động xấu của một cái cá nhân mà nó kéo theo nguyên cả một cái 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 đền cái chùa cái giáo hội đó. Uh, chúng uh, lê thái không nói riêng một cái nhà thờ nào một cái chùa nào cả mà đó là những cái những, những cá nhân rất là nhỏ thôi ừ. uh, ở việt nam thì em thấy rằng những cái chùa rất là nhiều cái chùa nó cũng bị mang tiếng có nhiều chùa rất là đàng hoàng có nhiều chùa rất là mang tiếng bởi vì khi mà được vào tiền vào tiền nhiều rồi người ta cúng nhiều rồi thì những ông thầy đó những người đó lấy tiền để làm những cái việc cá nhân mua đất mua đai rồi thậm chí có những người nhiều mà có vợ mà. con luôn thầy tu mà có vợ <laughs> có con luôn để mà nuôi vợ bé tầm lum ba bốn con vợ luôn, không phải ít đâu, thưa quý vị nhiều lắm. Yeah. Và quý vị nào chúng ta theo đạo rồi, chúng ta cũng biết là cái đạo nó không có nó xấu, nhưng mà cái con người nó làm cho cái đạo nó xấu đi là do cái bản thân những cái người đó thôi, những người tu chúng ta làm không những cái việc xấu, sáng. Yeah. không trong sáng thì nó làm nên những cái việc không 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 quan. Và nói đến những cái ngôi chùa mà có nhiều tiền bạc á, thì thật sự là trên thế giới này rất là nhiều ngôi oh. đền hay là một cái cơ sở tôn giáo nào á, để mà có được một cái niềm tin của một cái những người công chúng đó, của người dân đó thì rất là khó và khi mà người ta tin rồi đó thì người ta bao nhiêu người ta cũng cúng vào người ta bao nhiêu thành quả đạt được yeah. trong cái quá khứ người ta cũng có thể người ta cúng vào bằng cả cái khả năng của người ta và ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị thông tin về một cái đinh ngôi đình cổ ở ấn độ và cái ngôi đền này thưa quý vị trong vừa mấy ngày vừa qua thì theo những cái người mà người ta đã à, gọi là sao ta người ta người ta nói về cái vấn đề mà thu nhập của cái chùa này của cái ngôi đền này nữa thì hiện nay là cái khối tài sản của một cái ngôi đền này ở Ấn Độ thưa quý vị lên tới có con số là 30 tỷ Mỹ Kim Wow Quý vị thấy 30 tỷ Mỹ Kim là một con số khủng khiếp chứ không có ít đâu thưa quý vị Và đây là hàng năm thì cái khoảng 40 triệu tín đồ đến viếng kính thăm đền đền này tên là Venkateswara hay còn được gọi là Tirupati Balaji nằm trên dãy đồi ở phía đông nam bang Andhra Pradesh ở Ấn Độ. Và người ta để bày tỏ cái lòng thành kính và những tính đồ này người ta đều đặng dân những cái đồ trang sức bằng vàng hoặc là cúng nhiều tiền mặt và tài sản quý giá cho thần Venkateswara. Và ngôi đền này là 1.700 năm tuổi được điều hành bởi một cái quỹ tín thác do người Anh lúc trước đã thành lập thưa quý vị. Và tuy là một trong những cái địa điểm tôn giáo nổi tiếng nhất trên thế giới thì ngôi đền này chưa từng được kiểm kê tài sản trong suốt nhiều năm qua. Và trong cuộc kiểm kê gần đây thì người ta mới biết rằng là cái sự giàu có của ngôi đền này nó làm cho người ta choáng ngợp thưa quý vị. Hiện nay thì theo giới chức thánh địa của người Hindu có tới hơn là 10 tấn vàng, 2,5 tấn đồ trang sức và gần 20 tỷ Mỹ Kim tiền mặt gửi vào ngân hàng. Và tổng cộng là bất động sản trải dài trên khắp cả Ấn Độ tổng cộng là... À, nếu như Thái không không nhớ làm cái con số là 960 bất động sản thưa quý vị và hiện nay thì tổng số tài sản ngôi đền này đang nắm giữ là 30 tỷ Mỹ Kim và đang ngang với cái ngôi đền gọi là Nestle India của tập đoàn quốc tế dầu khí và gas tự nhiên và các ngân hàng chủ chốt của Ấn Độ có nghĩa là cái tiền của nó còn ngang hàng với những cái tập đoàn chủ chốt của Ấn Độ khủng khiếp. Wow. Và uh, Vekatewara là một cái vị thần Vishnu thưa quý vị được cho là xuất hiện trên trái đất để mà giải cứu nhân loại khỏi chiến tranh và nhiều người theo đạo Hindu á người ta tin rằng trong cuộc đời của họ nhất định đó là phải đến ngôi đền này ít nhất là một lần hoặc là nhiều lần trong cuộc đời hoặc là trong một năm. Ngoài tên là Vekatewara thì ngôi đền này cũng được gọi là đền của cải vì nó được các nhà tài phiệt hoặc là những cái doanh nhân nổi tiếng tới cầu tiền tài và giàu có. Và người ta cho rằng là cái ngôi đền này tích lũy phần lớn tài sản hiện tại trong thời kỳ đế chế của Vichaga Naraga từ năm 1336 cho đến năm 1565. Và thời đó thì các tín đồ người ta thường cúng là kim cương vàng và những cái, uh, những cái đồ trang sức mắc tiền đắt giá. Và hoàng đế thời đó cũng là một vị khách thường xuyên ghé thăm cái ngôi đền này. Và kính thưa quý vị, trong năm vừa qua thì cái quỹ tính thác của anh người ta đã tập trung người ta quản lý cái tài chính cho cái trung tâm tôn giáo này và được nhiều người đến thăm nhất trên thế giới. Và họ hiện sở hữu là 960 bất động sản trên khắp Ấn Độ, gồm cả nhà khách, khu nhà, bệnh viện tư nhân và gần 50 ngôi đền khác ở toàn khắp đất nước Ấn Độ khủng wow. khiếp giống như một cái tập đoàn mà lê thái nói ngày hôm nay không phải là lê thái nói là cái đôi ngôi đền này là trục lợi cái này là lê thái chỉ nói về cái vấn đề mà thông tin về tài sản yeah. của ngôi đền này thôi ừ. còn ngoài ra cái vấn đề mà hồi nãy lê thái nói về vấn đề mà uh, lợi dụng cơ sở tôn giáo để mà trục lợi thì có đó là một cái vấn đề bên lề của cuộc sống của mình mà hiện nay thì nó là một cái vấn nạn mà xã hội đang phải đối mặt nhiều ừ. lắm thành ra nhiều người khoa uh, kỳ chúng ta thì đặc biệt là chính phủ người ta không can thiệp vào số tiền đó. Tại vì người ta cho là cơ sở tôn giáo là một trong những cái cơ sở kinh doanh. Vẫn đóng thuế cho chính phủ nhưng mà đóng số thuế ở một cái con số vô cùng nhỏ thôi quý vị chỉ là tượng trưng thôi. Vì đó là cơ sở tôn giáo. Còn lại tất cả những cái quỹ những cái tiền này nọ ở trong cơ sở tôn giáo đó đều người ta phải tự lập, tự dựng và tự linh hoạt tự sử dụng nó để cho mục đích mà phát triển cơ sở tôn giáo của người ta. Đó yeah. là chính phủ Hoa Kỳ, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. <laughs> Thành gì rất có nhiều những cái cơ sở mà tôn giáo và đằng sau Bye. Mình không biết được Phạm Thư quý vị Cảm ơn Lê Thái Thưa quý vị ngày hôm nay à, có một cái bản tin rằng Có một cái cô gái mỗi lần mà mình bị cancer thưa quý vị Một lần thôi đã thấy kinh rồi Phạm thưa quý vị Một cái cô gái này bị ung thư tới 12 lần Thưa quý vị 12 lần mà tới tuổi 36 thôi Mà đã bị ung thư hai lần rồi Thì những nhà khoa học Tây Ban Nha họ bắt gặp một cái trường hợp rất là kỳ lạ người phụ nữ trải qua 12 loại khối u khác nhau trước tuổi 36 và họ đã quyết định tìm hiểu cái lý do tại sao. Người phụ nữ 36 tuổi lần đầu tiên được điều trị ung thư trong lúc mới 2 tuổi thôi là vào năm 15 tuổi cô bị chẩn đoán là bệnh ung thư tổ cung, năm 20 tuổi bị khối u tuyến nước bọt phẫu thuật và cắt bỏ. Một năm sau cô phải phẫu thuật để loại bỏ thêm một cái loại ung thư cấp à, thấp nhỏ hơn cái cái giai đoạn thấp hơn nữa. Khi cô trải qua độ tuổi 20 30, một số khối u khác cũng đã được chẩn đoán và cũng phải cắt bỏ. Tổng cộng cô ta có tất cả là 12 khối u và trong đó có 5 khối u là ác tính thưa quý vị. Và cho phép, cái sự cho phép của người phụ nữ này và gia đình thì các nhà nghiên cứu quốc tế dẫn đầu của quốc gia Tây Ban Nha đã lấy mẫu máu và sử dụng các trình tự DNA để tìm hiểu tại sao mà cô gái này bị ung thư quá nhiều như vậy thì họ đã thấy ra cái đột biến trong cái bản sao gọi là met D1 L1. Đây là cái chữ của này thưa quý vị là met D1 L1 gene là có trong cái cơ thể của cô gái này và cái cái gen này nó có chịu trách nhiệm trong bộ phận rất là quan trọng để mà chỉnh cái nhiễm sắc thể tế bào thì met D1 L1 em qua này bị nghi ngờ đóng một cái vai trò trong việc ngăn chặn những cái khối u này và nó làm cho cái khối u này càng lúc càng phát triển nhiều hơn và các đột biến gen không phải không phải là họ không biết họ thấy những cái đột biến gen này xảy ra trong cơ thể của cô gái và đột biến gen MEDL1 được gọi là đồng hợp tử nó gây tử vong ở trong phôi chuột nhưng mà đây nó lại phát hiện ngay trong cái cơ thể của cô gái này thưa quý vị và người phụ nữ này đột biến đã gây ra lối loạn chức năng sao chép tế bào tạo ra các tế bào lượng nhiễm sắc thể khác nhau cái tế bào sắc thể khác nhau quý vị như là một cái tấm thảm mà nó có nhiều màu sắc khác nhau thì những cái tế bào này nó đủ thứ màu ở trong cơ thể của của cô gái này hết là khoảng 30 tới 40% tế bào máu của cô có số lượng nhiễm sắc thể rất là bất thường. Và con người của chúng ta thường có 23 cặp nhiễm sắc thể bên trong các tế bào của chúng ta. Và nhiễm sắc thể này là có gói DNA, nó tạo ra hình dạng S, là một cái tế bào trải qua quá trình nguyên phân hoặc là sao chép tế bào. Những người bị mắc bệnh, tình trạng hiếm gặp gọi là MVA, nó có số lượng nhiễm sắc thể khác nhau trong các tế bào khác nhau giống như một bức tranh thảm và các loại gạch khác nhau như vậy. Tình trạng này có thể gây ra số đột biến gen khác nhau bao gồm cả đột biến ở người phụ nữ mà mắc bệnh 12 cái bệnh ung thư như vậy. Những người sinh ra MVA thường bị chậm phát triển, đầu nhỏ hơn, nơi đầu của trẻ nhỏ hơn bình thường, khuyết tật trí tuệ hoặc là bị bẩm sinh và rất dễ bị ung thư. Nhưng đối với cô gái này thì lại bị ung thư cô ta, cái trí tuệ của ta phát triển một cách rất là bình thường nhưng lại bị ung thư thưa quý vị. Thì rất là không may mắn cho cô gái này Cái nhiễm sắc thể này nó rất là đặc biệt và nó tạo ra tới 12 ung thư Hiện tại thì cô ta vẫn còn sống Nhưng mà những cái khối u đó Đang Nó phát cứ triển phát triển liên tục rất là, rất là tội nghiệp Gọi là cho nên mỗi người có một cái số phần khác nhau ha 12 ung yeah. thư, một cái ung thư đã muốn xỉu lên xỉu xuống rồi Chữa chết luôn rồi Xả trị, hóa trị Cảm ơn chị Như Huyền đưa đến một cái thông tin khoa học và vô cùng ý nghĩa trong ngày hôm nay chúng ta thấy là trên thế giới này có nhiều cái trường hợp mà chúng ta không ngờ tới đúng không chị? Yes, à, và kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày chủ nhật ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình cũng như là gửi những lời comment rất là dễ thương cho chúng tôi từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau.